Gửi lời chào tới tất cả quý vị. quý vị thân mến hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả mạnh ninh một người tác giả vô cùng quen thuộc trên kênh người dẫn đường quay âm và hai câu chuyện này đều thuộc là ma làng quê rất là gần gũi thân thuộc và hai câu chuyện thuận cũng khá là ấn tượng và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. ma hay oan hồn là một từ ngữ theo quan niệm dân gian ở hầu hết các quốc gia để chỉ linh hồn của người chết vẫn còn tồn tại lẩn khuất ở thế giới của người đang sống những phác họa về hình thái tồn tại của ma rất đa dạng và có thể khác nhau tùy theo từng khu vực nền văn hóa từ những trường hợp mô tả ma vô hình bóng mở cho đến những mô tả ma có thể xác như một người sống dân gian vẫn quan niệm rằng chỉ có người có duyên với linh hồn đó Hoặc có âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy linh hồn cũng như cõi âm Hoặc những người có khả năng đặc biệt Còn gọi là các nhà ngoại cảm Là có thể thấy và tương tác với linh hồn hoặc ma Các thầy ngại dùng linh hồn thường là chết oan Để chủ ếm và luyện các loại ngại có tác dụng hại người Một số cách thức để bất kỳ ai cũng có thể tương tác với ma Gồm chơi ma lon, cầu cơ, gọi hồn Câu chuyện hôm nay tôi xin mạn phép viết ra là câu chuyện có thật, nhân vật thật, còn sinh sống và làm việc và người đó đã kể lại cho tôi nghe những chuyện tâm linh kỳ bí xảy ra trong gia đình họ. Không có giết người đốt nhà, không có đầu đôi máu chảy. Và không để mất đi tính cuốn hút của sự việc, tôi xin mạn phép được tường trình cùng bạn đọc. Sau khi xin phép nhân vật chính trong câu chuyện, tôi xin đặt tên câu chuyện là hồn ma báo mộng cho sát với nội dung thực tế bà bèn đứng im lìm trước bàn thờ lạnh lẽo trong bộ quần áo tề chỉnh chắp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ bàn thờ làm bằng gỗ chắc lúc này vải rạt một màu đỏ quạch như màu máu bởi hai tấm rèm lắp hai bên bàn thờ gặp gió khẽ lay động lươn lướt thứ màu đỏ nhức nhối trong nhang khói Nét mình cúi đầu cùng mấy người phụ nữ trong góc nhà Mấy người đàn bà cố giọng tay xem bà bèn đang kêu cầu ai và khấn những gì Nhưng chỉ là ập bè e âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi Bà bèn không nói mà cũng không hát Tựa tiếng kêu của loài bò sát Toàn thân rực, bất giác rùng mình Nổi ra cả dọc sống lưng Chỉ biết nằm im mệt nhọc nhìn bà nội mình Một luồng gió lạnh thốc từ ngoài thổi vào Làm thằng rực khẽ trong mày rùng mình mấy giây Tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn lên ban thờ Giây lát sau Dực mới dám nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình Xem qua lời khấn của bà nội mình Có những ai đang về Đứng im lìm trong làn khói nhang quẹn đặc Và những tiếng rì rầm của bài văn cúng Dực mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua Khi đi ngang cây cầu ma ám đó Bà bền cục đầu lâm dâm khấn vái Quay nhang trên tay bà bốc khói nhẹ nhẹt tỏa ra thứ mùi hăng hắc đến ngạt mũi. Tấm vải đỏ che kín ban thờ khẽ lay động để lộ ra mấy cái bát nhang cuộn trầm dày đặc và một tấm di ảnh đen trắng được họa truyền thần trong tấm giấy dầu lỏng khung kính. Bà bền nhanh tay cắm nhang rồi xì sầm, thanh âm xin xít trong cổ họng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, phù hộ độ chỉ cho thằng Dực nó tay qua nạn khỏi ông nhá Khấn phái lầm dầm một hồi Bà bền chống cây gậy ba tong quay ra bàn uống nước Rồi bạc mặt ngồi xuống Bà hất hàm ra hiệu cho con dâu mình tên là Phương Rót nước mời bà con chòm xóm Mới chuyển tới mảnh đất này không lâu Nhưng bà bền vẫn dạy con cháu phải đem chữ lễ ra đối đãi với dân làng Nhường dưới kính trên nên được lòng bà con lắm Ngôi làng chỉ có hơn 200 nóc nhà Nên tình cảm làng xóm cũng gắn bó khăng khít Chẳng thế mà đêm qua Người ta chạy đôn chạy đáo Ra sức lo lắng Nên thằng Dược mới qua khỏi Trở lại cuộc nói chuyện lúc này Thằng này bị ở con màn nước nó ám rồi Tiếng cụ hoài cất lên chắc nịch Làm gia đình bốn người nhà bà bền cùng giật mình Khác hẳn với thái độ ngơ ngác ấy Dân làng lại tỏ ra đồng tình Ai nấy cũng cho lời cụ hoài là chuyện hiển nhiên Dẫu vậy nét hoảng sợ vẫn hẳn lên trong đôi mắt họ Con dâu bà bền là chị Phương nghe thấy vậy Thì tò mò hỏi Mà... mà nước là sao thưa cụ? Cụ hoài nhấp ngụm trà đắng chát rồi chép miệng bảo Gia đình nhà cháu mới chuyển đến đây chưa lâu Nên không rõ mọi chuyện là phải tất cả đều từ cây cầu ma quái đó mà xảy ra mọi chuyện Gia đình bà Bền đưa mắt nhìn nhau Cái nắm tay của chị Phương với thằng Dực hình như cũng mạnh hơn Bà Nhậm là hàng xóm nhà bà Bền Vốn nghe tin thằng Dực xảy ra chuyện đã là người đầu tiên có mặt ở đây Giờ nghe cụ Hoài khơi lên chuyện cũ thì cũng góp tiếng như tân công Để tôi kể cho nhà chị Bền nghe cho tường cho tận Thực ra chuyện gặp ma cây cầu đó Nào phải mình thằng rực đâu Thế rồi theo lời kể của bà Nhậm Mọi chuyện kỳ quái liên quan đến cây cầu Được coi là mảnh đất độc ở làng này Dần được hé mở Tả sơ qua về cây cầu ma quái này Cây cầu này xây cất từ rất lâu rồi Theo trí nhớ của bà Nhậm và dân làng Thì được xây dựng mãi từ hồi chiến tranh tới giờ Trải qua bao nhiêu mưa nắng rãi dầu Và vòng xoáy thời gian nhưng cây cầu vẫn chưa xuống và còn vững chắc lắm Cây cầu này cũng xếp vào dạng tương đối lớn Chiều dài hình như ngót nghét 30 mét Xe lớn cũng qua lại bình thường Chẳng có gì khó khăn cả Dạo trước đầu cây cầu có một gốc cây me khá lớn Cây me cổ thụ gốc rễ xù xì Dễ chừng ba người trưởng thành ôm không hết Lại thêm tàn lá lớn quanh năm xóa ra Che đi ánh sáng mặt trời Cây mè vốn là nơi trú chân cho mọi người lúc chưa hè nắng gắt Ấy vậy mà chẳng hiểu cớ sự làm sao Mà ba năm trở về trước có rất nhiều người rủ nhau ra Thắt cổ tự tử ở đó Mấy cụ bồ láo trong làng vẫn kể với đời sau Chuyện gốc cây mè đó quân lính Mỹ treo xác của lính bên mình rất nhiều Ngay cả với bà Nhậm Hồi còn nhỏ chính bản thân bà cũng gặp ma mấy lần ở gốc me này, rồi vì nhà bà ở sau gốc cây me này. sau khi chứng kiến năm sáu cái xác lần lượt thắt cổ lủng lẳng ở cạnh me dân làng đồn nhau cây me này có ma nên bảo nhau chặt bén đi tuy cây me bị chặt nhưng vẫn còn nhiều người gặp ma ở gần đó và lúc chặt cây me rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra anh mình là con trai bà bền nghe thế vậy thì nghi hoặc hỏi thế là mình đã có ai mục sở thị con ma mặt ngang mũi sọc nó ra làm sao chưa ạ à? Bà nhậm gật đầu tiếp lời, đoạn quay sang nhìn một anh thanh niên, dáng dấp nhỏ thó với mái tóc xoăn mà hỏi Có, có chứ, người gặp ma gần đây nhất là mày đúng không Cẩm? Cẩm gật đầu, giọng nói khẳng định như đình đóng cột ừ, Vâng, chính cháu chứ còn ai vào đây hả bà? Thế rồi Cẩm tiếp tục câu chuyện còn giang dở Cậm một cô cha từ bé Hiện tại sống cùng mẹ già Và lấy cái nghề mở tiệm tóc Cắt tóc nam cách cây cầu khoảng 15 mét Làm kế sinh nhai Nhìn vóc dáng hai lúa hiền lành như vậy Nhưng không ngờ Ngoài nghề cắt tóc già cẩm có liên quan đến xã hội đen nữa Dần làng lâu dần cũng biết cậm có vài đàn em Đám ấy tổ chức đánh bạc lô đề Và đá gà tùng lum hết Mở tiệm cắt tóc chỉ trá hình thôi Và đặc biệt dân lạc đánh giá cẩm Là một tay mưu mô Rất gan dạ Cũng không ăn chay kiêng kỵ gì hết Và đặc biệt không sợ thứ gì Kể cả công an Huống chỉ là mấy chuyện tâm linh ma quỷ Bữa đó hình như là đêm 30 thì phải Tiết trời tối như hú nút Không khí trong làng ngột ngạt Và bức bách đến mức khó thở Đám cỏ dại cũng chẳng buồn lay động có kẻ cóc ngoé cũng chẳng thèm kêu ngôi làng chìm trong bóng đêm và im lìm như là làng chết lúc ấy khoảng gần một giờ đêm không khí ngột ngạt làm cẩm không ngủ được nên mệt mỏi trở ra trước cửa ngồi hút thuốc ngồi bần thần một lúc thấy chán cẩm đẩy cổng đi tà tà lên cầu để tản bộ cho thoáng đãng khi vừa lên tới gần cầu thì thấy một cô gái mặc đồ trắng Xóa tóc ngồi gục đầu xuống như kiểu đang khóc hay đau buồn gì vậy Cẩm cho xạ thầm nghĩ Quái nhỉ Giờ này còn đứa con gái nào ra đường chơi khuya khoắt vậy Cái ngữ này chín phần 10 chắc là loại gái không đàng hoàng Hư đốn Đình đình nghĩ vậy Nên cầm mê huyết sáo Đi lại định trêu chọc Lạ thay khi cầm gần tới Thì cô này mới bất ngờ đứng dậy Và đi ngược về phía cầm nhắm hướng chân cầu mà đi thẳng xuống cảm thấy lạ nên cũng đi theo xuống dưới ấy lúc kẹo xuống đường đá để xuống chân cầu thì cẩm thoáng giật mình khi thấy cô gái đó đã ngồi lên gốc của một cây dừa bị đốn và vẫn tư thế lúc nãy cẩm vốn bản tính lì lợm lại thêm cái tính tò mò nên mới bước lại gần và vỗ vai cô gái thì cô ấy quay lại nguyên một khuôn mặt xanh lét trắng toát và hai cái răng nanh dài xuống tận cằm đập vào mắt cẩm cầm kể đến đây mà mặt mũi tái xanh mồ hôi túa ra như tắm đôi tay gầy của khó nhọc lắm mới nâng chén trà lên được cầm nhấp một ngụm rồi nhìn anh huân bảo lúc ấy tôi ước có thể xỉu thôi nhưng mà không được toàn thân cứ mềm nhũn cũng không còn sức để la để chạy nữa tôi ngã ngồi ra đất cố gắng lết được một đoạn thì bỏ dậy chạy thẳng qua bên kia lộ xuống nhà một người quen mà đập cửa Đêm hôm đó tôi ở trong đó đến sáng mới dám kể lại cho người nhà đó nghe vì vào được nhà là tôi chỉ ngồi run thôi chứ không nói được bà nhậm gật đầu tiếp lời chuyện ấy là sự thật đó sau vụ đó thằng cẩm cạo đầu và ăn chay một tháng bây giờ ai hỏi thì chỉ cười chứ không dám kể lại vì sợ cụ hoài đồng tình theo tôi thấy thì thằng cẩm lúc đó đã gặp quỷ chứ không phải ma nữa rồi và may cho nó không còn sức la chưa nếu là có khi đã bị bắt hồn đi luôn rồi dạo trước có con bé nó bị chết đuối ở dưới chân cầu chắc vòng nó lẩn khuất trêu chọc đấy theo lời nói trầm khàn của cụ hoài Dần dần những chuyện ma quái cứ thế phơi bày hết ra Dần dần dân làng không ai dám ra đường vào ban đêm hết vì sợ Thế nhưng Xui cho anh thằng Dực Vì chuyện ma ám này xảy ra với nó rất kỳ lạ Đó là thằng bé không ra đường Mà vẫn gặp Sau khi đám dân làng lục tục rời đi Thằng Dực mới đem chi tiết chuyện đó kể lại cho cha mẹ Và bà nội mình Giữa làn hương khói nồng đượm Câu chuyện ma gọi cửa được nó kể ra chi tiết không thiếu gì trở lại chuyện đêm qua như tôi đã kể gia đình bốn người nhà bà bền mới dọn đến làng này căn nhà mới xây cất tọa lạc ở đầu cây cầu và sát mặt lộ luôn vì cây me bị đốn nên rời nhà ra một chút gia đình bà bền vốn theo đạo phật tuy rằng trong nhà chẳng có ai đi tu nhưng đã ăn chay trường từ khi con trai bà là minh ra đời đến giờ Đêm hôm qua do dở mấy công chuyện giấy tờ nhà đất ở tránh quyền dưới tỉnh Nên hai vợ chồng mình ở lại tỉnh luôn Chờ sáng mai xong việc sớm sẽ về Căn nhà rộng rãi mới xây dựng còn thơm mùi nước sơn Chỉ còn bà Bền và thằng Dược năm nay mới ngoài 15 tuổi ở lại Đêm hôm đó cũng tầm 12 giờ đêm Bà Bền đã yên giấc ở căn phòng trên lầu Còn lại một mình thằng Dược đang ngồi đọc sách ở bàn học kê sát cửa sổ trong phòng ngủ đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết thì nghe tiếng gõ cửa. Thành ngầm khổ khóc đó phát ra, đúng ba tiếng lại dừng và lại tiếp tục. Ngoái nhìn đồng hồ lúc đó mới hơn 12 giờ đêm thôi. Bực mình vì tưởng mấy thằng cha bị điên ở cầu phá nên thằng rực mặc kệ không ra. Nhưng tiếng gõ cửa cứ thế phát ra liên tục như hối thúc nên thằng rực lật đật trở ra mở cửa. Nó căng mắt nhìn cho thật kỹ một lượt Dưới ánh đèn vàng vọt nơi đầu nhà hắt xuống Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai Nên cho mày khép cửa đi vào ngủ tiếp Chưa vào đến cửa buồng Thì tiếng động ấy lại vọng vào Nhưng lạ một điều Là bà bền ngủ trong phòng Lại không nghe gì cả Dù ban ngày Bà là người rất tỉnh ngủ Một tiếng động nhẹ Cũng làm bà giật mình Thức giấc thằng dục tuy nhỏ nhưng giống cha mình đó là người cứng bóng bía nó nhanh chân tiến lại mở cửa nhưng lần thứ hai cũng chẳng thấy ai nên quay người khép cửa luôn lần này thằng dực không bỏ vào buồng mà và đứng ngay sau cánh cửa chờ đợi quả đúng như dự tính ba tiếng có khô đanh lại tiếp tục vang lên thằng dực không chậm chế đưa tay kéo mạnh hai cánh cửa thằng dực thoáng có chút giật mình vì trước mặt mình là một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ tóc dài Khuôn mặt khá xinh và rất trắng Thằng Dực sau mấy giây ngây ngốc mới hỏi lại Chị là ai? Sao lại có cửa nhà em giờ này? Người con gái khuôn mặt có nét nhợt nhạt khẽ cúi đầu nhỏ giọng Em ơi, có tai nạn ở đằng kia kìa Em đã phụ chị với Thằng Dực nhìn theo hướng tay cô gái lại chỉ thì quả thật đúng là có một chiếc xe đạp và một chiếc xe hồng đa bị ngã ở đó. Nhưng có một điều lạ, là từ căn nhà lên đến cầu cùng lắm là hai chục mét, lại gặp đêm sáng trăng và ánh đèn hắt ra rõ một một. Khoảng cách đó mặc dù rất gần, nhưng thằng Dực chỉ non thấy mờ mờ. Không nghĩ ngợi gì thêm, thằng Dực chạy ngay ra đó. Vừa định đưa tay lật người bị nạn lên xem xét, thì thằng Dực ú ớ mắt lạc thần ngã ngồi ra sau vì cô gái ban nấy đã nằm ở đây từ lúc nào khuôn mặt toàn máu hai con mắt như lồi ra bên ngoài hệt như cả mặt xuống đường vậy biết mình gặp ma nên thằng rực tái mặt chạy nhanh vào nhà nhưng vừa quay mặt qua thì khuôn mặt đó đã áp sát mặt vào nó thằng rực sợ quá nên ngất xỉu nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng cười hi hí rất man dở một giây trước lúc ngất đi nó kịp nhìn thấy hình ảnh một bóng đàn ông lờ mờ trong màn sương mỏng đang đứng trước mặt mình, đối diện với cô gái kia. Đến khi tỉnh dậy, thì thấy mình đã nằm trên giường. Nghe bà nó kể lại là chị Mùi vợ anh Năm chở cá đi bán sớm, thấy nó nằm ngoài đường nên đã gọi cửa nhà và cống nó trở vào. Sau vụ đó thằng Dực sốt hết đêm đến giờ mới khỏi bà bèn nghe xong câu chuyện thì thở dài náo nuột bà lục tục kêu con dâu dìu mình lại chỗ ban thờ đôi tay nhanh nhẹn thắp lên một tuần nhang cắm trước di ảnh chồng mình rồi lại tiếp tục cầu khấn đoàn bà trở lại vuốt chán thằng rực ánh mắt mở đục khẽ nhướng lên ban thờ rồi bảo ông đấy ông hiện về phù hộ độ chỉ cho đích tôn đấy ông nội thằng rực là liệt sĩ mất hơn bốn chục năm rồi theo những gì gia đình bà bền chứng kiến và cảm nhận thì ông rất thiêng dù không nói ra nhưng ai cũng biết rằng ông luôn bên con bên cháu chứ chưa đi đâu cả thằng dược thấy bà bảo vậy không nén nổi tò mò hỏi phản lại ông về ông về thật hả bà nhưng bố cháu bảo ông mất hơn bốn chục năm rồi mà bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa tầm tã Bà bền chép miệng nhìn thằng Dực Rồi kể lại câu chuyện về chồng mình Về những điều tâm linh Mà gia đình mình gặp phải Trong suốt thời gian tìm mộ ông Hơn bốn chục năm trước Bà ơi Ngày mai tôi phải theo quân đoàn Và nam chinh chiến rồi Ông hậu vừa lục tục gói ghém tư trang Sau lần nghỉ phép hiếm hoi Vừa cất giọng trầm khàn Bà bền lúc ấy đang nắm mấy nắm cơm ruốc tay toàn thoát gói vào trong đám lá chuối Rồi thở dài bảo Thế độ này quân đoàn đi mau lâu vậy ông? Ông hậu xốc lại cái áo chấn thủ đất sợn vai Rồi đáp bằng giọng chắc nịch Chiến trường khốc liệt lắm Tôi chỉ hứa với bà Khi nào đất nước được độc lập Khi nào toàn cõi Việt được tự do Tôi mới về với bà được Thủ xương máu dân tộc còn đó phải gác lại tình cảm một bên đất nước độc lập thì gia đình mới trọn vẹn bà hạ ông hậu nói rồi tiến lại bàn thờ thắp nhang cho tiên tổ một tuần nhang bà lô tư trang đã chuẩn bị kỹ càng ông hậu ôm vợ mình rồi đưng đưng nước mắt nhắn nhủ tôi đi diệt giặc chưa biết mau lâu bà nhà bụng mang dạ chữa thì phải chú ý sức khỏe Mẹ già chỉ còn bà là chỗ nương tựa Bà phải nhớ lời tôi Nếu sinh con trai thì đặt tên là Minh Con gái thì đặt tên Mai Bình Minh và Ban Mai như tương lai tươi sáng của nước Việt sau này Bà nghe rõ chưa? Bà bền sụt sùi nước mắt gật đầu Ông hậu nhìn vợ mình nghẹn ngào Rồi đẩy cổng ra đi Đến khi bóng lưng ông khuất sau con dốc bà vẫn thẫn thờ đứng bên ô cửa sổ. Sau khi ông hậu dẫn đoàn quân vào Nam chinh chiến, chỉ còn bà bền bụng chửa vượt mặt ở lại chăm sóc mẹ chồng. Sau khi hạ sinh đứa con trai, lại nhớ lời chồng dặn trước lúc hành quân để lao mình vào mưa bom báo đạn giết giặc. Bà Bền đặt tên con trai là Minh, những mong tương lai đất Việt sẽ như lời ông từng nói. Ấy vậy mà thằng Minh còn đỏ hòn, cũng là lúc bà bền nhận được giấy báo tử của ông ông mất vì bị sốt rét bà bền dạo ấy suy sụp lắm theo lời của mấy người họ hàng kể lại sau khi nghe tin con trai mình tử nạn mẹ chồng bà bền vì đau đớn quá cũng đổ bệnh qua đời quãng thời gian đấy không bị đứa con thơ thì chắc bà bền cũng đi theo chồng rồi bà bền lầm lũi ở vậy làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám nuôi thằng minh tới giờ Bà bền thủ tiết với chồng Nhất định ở vậy hương lửa cho nhà chồng Và không tái hôn nữa Dù có rất nhiều người theo đuổi Vì bà là người đàn bà xinh đẹp có tiếng những gì bà Bền được biết về chồng chỉ là thông tin năm ông mất là năm 1970. Đồng đội của ông cũng hy sinh gần hết nên chẳng thăm hỏi thêm được gì. Tất cả những gì bà Bền biết được về cái chết của chồng mình chỉ là tờ giấy báo tử với căn bệnh sốt rét phần mộ bà bèn cùng họ hàng bảo nhau lập ngoài đê chỉ là ngôi mộ giả cũng không có hải cốt của ông sau khi kinh tế xã hội phát triển bà bèn là người đàn bà chắn vén nên kinh tế gia đình cũng đi lên nhanh chóng bà bèn nghe mấy người đồn nhau nên cũng thử lên đồng các kiểu để gọi hồn ông về lại bỏ tiền nhờ tới mấy nhà ngoại cảm nhưng cũng không thành công sau khi thằng minh là con trai bà lên cao bằng lập nghiệp và định cư ở đây bà bèn chỉ có mình người con trai này nên cũng lục tục khăn gói theo dẫu vậy trong lòng bà vẫn canh cánh một nỗi muộn phiền sâu thăm thẳm mà bà nhất định chôn chặt trong lòng thời gian cứ thế lầm lũi trôi qua mái tóc thể đợi chồng ra đi kháng chiến năm nào cũng dần điểm bạc sau khi con trai bà lấy vợ Nỗi muộn phiền ấy có phần nguôi ngoai Nhưng chưa bao giờ tắt trong tâm khảm trong bà Thằng Dược là cháu đích tôn duy nhất trong nhà Lúc nào cũng được bà ám bồng kể chuyện của ông Nên đối với nó Ông như đang tồn tại bên cạnh Khi nào bà bèn cũng nhắc nhở nó Làm việc gì quan trọng Thì tháp nén nhang báo ông Ông mất rồi Nhưng ông biết hết đấy Vậy nên thằng Dược cũng siêng tháp nhang cho ông hậu lắm Bởi lúc đấy còn nhỏ việc gì với nó cũng như là đại sự vậy. Bà bèn thở dài một hơi rồi nhìn con dâu tiếp lời. Chuyện này có lẽ con chưa tưởng tỏ, vì dạo đó con còn chưa về làm dâu nhà này. Nhân đây mẹ cũng kể hết để con biết. Phương gật đầu rồi lắng tay chờ đợi, đón cốc trà bốc khói nghi ngút trên tay con trai mình. Bà bèn ném ánh mắt mở đục ra cái màn mưa ầm ầm ngoài khoảng sân rộng rồi tiếp tục mở lòng năm đó là năm 1990 tầm tháng 6 hay tháng 4 gì đó ở chỗ ở mới của hai mẹ con bà bền đột nhiên dân tỉnh xôn xao việc một cô giáo tìm được 15 bộ hài cốt ở bến xe phía nam của tỉnh mình phải nhắc ba lần bà bền mới nhớ ra tên của cô giáo ấy là mẫn theo dòng hồi ức của bà Bền Cô Mẫn là giáo viên cấp 3 Nhà cách nông trường nơi mẹ con bà ở Chỉ mấy cây số đường cái quan Công việc đang yên lành Chẳng hiểu sao cô Mẫn đổ bệnh ốm to Và cứ kêu đau đầu suốt Cha mẹ của cô Mẫn là ông Năm và bà Huyền Cũng là chỗ thâm tình Qua lại nhà bà Cẩm thường xuyên Nên sự việc ấy bà Cẩm biết rõ một một Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên bà cẩm dục hai vợ chồng ông Năm Đưa cô Mẫn lên viện đi khám Nhưng không hiểu sao lên đến viện Cô Mẫn lại chẳng đau đớn gì Các y bác sĩ cũng chẳng phát hiện ra cô Mẫn bị bệnh gì Nên sau khi ở lại hai ngày theo dõi bệnh viện Đành ký cho cô giấy ra viện Điều lạ kỳ bắt đầu xảy ra Khi ba người nhà ông Năm ra bến xe bắt xe về nhà Mới đặt chân ra bến xe phía Nam Thì thấy đám công nhân đang dùng máy múc đất Cô Mẫn vừa yên vị trên xe đỏ Quay sang thấy vậy liền chạy lại Ngăn cản và nói có hải cốt ở chỗ đấy Sau khi làm việc với chính quyền và bên nhà xe Ba ngày sau thì tổ chức bốc mộ Khi đào sâu xuống tầm ba mét thì cô bảo dừng lại Trước sự chứng kiến của mấy trăm người Cô Mẫn lao xuống hố rồi dùng tay bới xuống Thấy khúc xương người Ai nấy đều rùng mình sợ hãi Chính quyền biết việc cô Mẫn phát hiện ra hải cốt là thật Nên mau mãi chuẩn bị đúng 15 cái tiểu sành theo lời cô căn dặn 15 cái tiểu Bên trên nắp thiền có dán đầy đủ tên tuổi Năm mất của những liệt sĩ đó Mà cô Mẫn đã cắm đầu ghi ra Chẳng hiểu có một thế lực vô hình nào giúp sức Mà cô có thể đặt đúng xương cốt từng người vào hộp Đáng sợ nhất là vừa cầm hải cốt cô vừa bảo Đây này, anh A này mất năm này Giờ thì được về với gia đình rồi nhé Sau đợt đấy cô Mẫn hết hẳn bệnh tật Không còn đau đầu gì nữa Và bắt đầu hành trình giúp người nhà Tìm hài cốt của những người đã mất Bản thân là chỗ tâm giao Cô Mẫn lại coi bà Bền như mẹ Nên bà Bền đánh bạo hối con trai mình là anh Mịn Trở xuống nhà cô Nhờ cô giúp tìm lại mộ chồng Hơn 40 năm rồi Giờ có tia hy vọng Cảm xúc trong bà Bền thực sự khó tả lắm Bà Bền vừa kể chuyện của chồng cho con dâu và cháu mình nghe Vừa khóc Những giọt nước mắt chắc bà đã chôn chặt trong lòng từ lúc ông mất Để sợ đây nghẹn ngào nói không thành lời Phương thấy mẹ chồng mình như thế thì thương lắm Cô dấm dứt khóc lúc nào không hay Đúng là không thể tưởng tượng rằng Hơn 40 năm đẳng đắng Nhưng tình cảm chỉ sâu đậm thêm Chứ không hề nhạt đi Chắc bà yêu thương ông nhiều lắm Mình thấy mẹ mình xúc động không nói thành lời Thì khẽ ôm vai mẹ mình rồi tiếp lời Anh đây Chính anh là người chở mẹ đi đây Giọng nói trầm ấm tiếp tục kéo hai mẹ con Phương Về những năm tháng xưa cũ Lúc ấy là tầm 5 giờ sáng Bà Bèn đã lục tục trở dậy vấn tóc Tháng nhìn mẹ mình cứ đi ra đi vào mình hiểu những dồn nén mà mấy chục năm qua mẹ mình phải chịu đựng. 6 giờ sáng, bà Bền đã hối thúc con trai phải đi cho thật sớm kẹo lỡ giờ lành. Trước khi đi, bà thắp nén nhang, vừa khấn vừa khóc. Ông nó à, hơn 40 năm rồi. Không, đúng ra là 42 năm, 9 tháng lẻ 12 ngày. Tôi cũng chăn trở việc đưa ông về đoàn tụ lâu rồi nhưng cũng nhiều cái khó khăn cản trở. Này có tin cô giám mấn dưới xuân hội có thể tìm mộ, tôi xuống nhờ cô giúp. Ông có linh thiêng phù hộ cho mẹ con tôi, chỉ dẫn cho cô và gia đình tìm được ông. Để sau này có xuống suối vàng, gặp ông thì tôi cũng không áy náy. Khấn xong bà bèn hối thúc con trai chờ bà đi. Từ nhà bà sang nhà cô Mẫn chỉ cách nhau tầm ba cây số mà hôm đó hai mẹ con thấy ra xôi rượu vậy. May mắn cho bà cháu mình là cô ở nhà, lại vốn là chỗ quen biết nên gia đình ông bà năm tiếp đón rất tình cảm. Lúc vừa vào, mấy người đang nói chuyện được một tí thì cô mẫn chợt bảo: "Bác bè ạ, có người nam theo hai mẹ con bác đó, người ấy mặc vào đồ bộ đội, đang ngồi đây thì vừa đi đâu mất rồi." Bà Bền và con trai nghe vậy Biết chắc là ông Nên cũng vào vấn đề ngay Bà Bền nghẹn ngào nói bẩm cô Ông nhà tôi tên tục là Đinh Văn Hậu Sinh năm 1938 Mất năm 1970 Nói rồi bà Bền đưa cho cô Mẫn Tờ giấy báo tử của ông Tay bà run run nắm tay cô Ánh mắt như cầu xin vậy Cô Mẫn nhìn chăm chú tờ giấy báo tử rách góc đã ngả màu vàng ố rồi chậm rãi bảo anh và bác cứ để giấy báo tử và số điện thoại lại cho cháu rồi ba ngày sau nếu được thì cháu sẽ gọi điện cho gia đình bà bèn cảm ơn rối rít ra về trên đường về bà tâm sự với con trai mình nhiều lắm nào là bố mày dạo còn sống đẹp trai nhất nhì cái làng mình đấy hay như Bố mày chắc đang theo hai mẹ con mình đấy Ông thiêng lắm Đợt này tìm được hai cốt thì phải chôn cất bố mày cho cẩn thận Mẹ tính là mua luôn hai miếng đất mà gần nhau Sau này mẹ có chết thì chôn luôn bên đấy Sống cùng nhau chưa được nửa năm Thôi thì chết được chôn bên nhau Cũng xem như đoàn tụ rồi Nghe bà bền nói mà mình ứa nước mắt Chỉ biết động viên mẹ mình mấy câu mà thôi Ba ngày chờ đợi đó thật dài Bản thân Minh vốn là kỹ sư nông nghiệp Nên anh cũng không tin lắm về việc tìm cốt Nhưng thấy mẹ mình cũng hơn 60 tuổi rồi Sốt sáng như vậy là lẽ thường Nên cũng chịu theo ý bà Ba ngày dài đằng đẵng Bà bền cứ đi ra đi vào Trong lòng như có lửa đốt Khói nhang cho chồng không lúc nào tắt Quả nhiên ba ngày sau Nhằm lúc 5 giờ sáng cô Mẫn gọi điện Bà bền run rẩy nghe máy Mình chỉ nghe loáng thoáng tiếng của mẫn can dặn Nhà bác Nga chuẩn bị đủ cho cháu năm loại trái cây Bỏ ấm trà pha sẵn, bình bông Lấy bát hương của ông trên bà thờ xuống để ở phòng khách Hoặc ở phòng nào gần cổng ra vào nhất Tối mai cháu sẽ lên nhà Sau khi nghe tin có hy vọng tìm được hải cốt của ông hậu Mấy anh em họ hàng cùng đám con cháu đã có mặt tại nhà bà Bền đông đủ. Sau khi nghe cô Mẫn báo thế, cả nhà ngay lập tức chuẩn bị như cô nói. Đúng 7 giờ 30 phút thì cô Mẫn lên, cô nhìn quanh một lượt rồi bảo. Mọi người có mặt trong nhà thắp nhang cho ông đi. Sau khi mười mấy nén nhang toàn làn khói trắng đục chuẩn bị được cắm vào bát, thì cô Mẫn lúc này mới tiến lại ngồi ở chiếc chiếu Hoành tròn chân Giống như ngồi thiền Tay để lên đầu gối mắt nhắm Cô sẽ ngồi bên quan sát Xem thử ông có ốp vào ai không Hai mẹ con nhà bà Bền Và gia đình em trai ruột Có ông đều thắp nhang Và ngồi thành tâm xin ông về Cứ thế Cả nhà ngồi hơn một tiếng Nhưng vẫn chưa thấy ông về được Cô mẫn lúc này mới đứng dậy Bảo cả nhà nghỉ ngơi Mai lại tiếp tục ngồi Bà Bền nghe thế cũng buồn lắm rồi thắp nhang khấn vái cầu mong ông ốp bộ đứa nào đấy trong nhà đêm hôm ấy đứa cháu trong họ cũng có mặt trong đám họ hàng nên tìm cốt ông ngủ mơ nó mơ thấy người đàn ông mặc đồ bộ đội vẫy tay chào nó rồi đi tút vào con đường xa lắm khuôn mặt người đàn ông hệt như trong tấm di ảnh của ông hậu nhưng có nét khó tả làm sao đó đứa cháu họ gọi ông ơi tiếng gọi rất to nhưng người đàn ông không trả lời mà cứ thế đi hun hút thằng bé hãi quá la toáng lên làm bà bền và hơn chục người đang trải chiếu nằm ngủ bên cạnh tỉnh giấc đứa cháu tái mặt kể lại giấc mơ cho mọi người nghe bà dần là một người chị em trong họ nghe vậy thì lắc đầu bảo hay là anh hậu không muốn về sao lại cứ chào rồi đi như thế Bà bèn dưng dưng nước mắt Giọng nói thảm não cất vào không trung Ông nó ơi Ông nó có ở đây thì cho bà cháu tôi gặp với Trong mơ cũng được Đừng bỏ đi như thế Lúc sau đứa cháu mới có thể ngủ lại Nhưng vừa thiếp đi trong giấc ngủ Thằng bé lại mơ thấy ông hậu Nhưng lần này không thấy ông đi nữa Thằng bé lại ú ớ chẳng tỉnh rồi kể lại ông bảo cháu là khi ngồi thiền thì cháu tháo vòng ra chứ không ông không ốp vào được ông còn nói gì về chuyện dưới âm phủ nữa nhưng tỉnh lại cháu chẳng để ý và nhớ tới gì cả chỉ chăm chăm nhìn vào cái vòng tay ngũ sắc ông thuấn là em ruột của ông hậu nghe thấy vậy thì thở dài chắc là ông hợp phía con mà còn đeo vòng thế này ông không vào được Thôi tối con tháo ra nhé Đến ngày hôm sau đúng 7 giờ 30 phút sáng Cô Mẫn lại trở lại nhà bà Bền Nhìn gương mặt bơ phở xen lẫn tia hy vọng Mà cô Mẫn thấy chua xót trong lòng mấy phen Sau khi chả nước xong xuôi Cô Mẫn mới nhẹ nhàng cất giọng Thưa các bác và các anh chị Đêm qua lúc mới đi ngủ thì trong mơ thấy ông về Ông về lúc cả nhà ta đang làm lễ nhưng cứ đứng nhìn cả nhà ngồi thiền mà không nhập được. Ông bèn nhập vào cây nhang, khói cứ bay thẳng tắp chứ chẳng tan ra. Mà cháu lại không để ý. Ông không nhập được ai, chỉ ngồi nhìn mặt con cháu thôi. Cô Mẫn vừa dứt lời, thì mười mấy người cùng ổ lên xác nhận. Đoạn bà bèn khóc đấm rứt, kể lại giấc mơ đêm qua cho cô Mẫn nghe. Cô Mẫn nghe xong thì khẳng định chắc nịch. Vậy thì đúng rồi. Đêm qua ông cứ bảo cháu Nhắc cháu nó đừng đeo vòng Nó cản ông không nhập được Thế thì đúng rồi đấy, đấy Còn cháu tháo vòng ra hết nhé Rồi cả nhà ai có vòng tay đồng hồ gì tháo hết ra Bắt đầu ngồi như hôm qua Mười mấy người lại tiếp tục lần lượt thắp nhang Cô Mẫn tiếp tục ngồi thiền chờ đợi Quang cảnh hệt như ngày hôm qua Nhưng hôm nay lại xảy ra sự lạ Đang ngồi yên Tự nhiên đứa cháu tên Dũng là đứa cháu đã nằm mộng thấy ông hậu đêm qua, chợt cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi, rùng mình lên một cái và không biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, cũng hơn 10 giờ trưa, thằng Dũng giật mình thấy nước mắt mình chảy ướt áo trước, nhìn cả nhà ai cũng mắt đỏ hoe. Thằng bé thấy lạ nên tò mò gặng hỏi thì bà Năm mới kể lại. Lúc ấy cả nhà đang ngồi thì ông ốp bà con đấy tay chân ông run rẩy miệng thì méo sạch đi nói không thành lời chỉ biết khóc người thì cứ nghiêng ngả xót xa lắm cô mẫn thấy vậy thì lại nhẹ nhàng hỏi ông ông chỉ có thể gật với lắc không nói được gì cả hai mắt nhắm chặt mà nước mắt cứ đầm đìa nghỉ một hơi rồi nói tiếp cả nhà hỏi ông có nhận ra mọi người không ông gật đầu Bác bền lại hỏi ông là ông có nhận ra tôi không Giờ tôi giả thế này rồi đây Ông hậu cứ gật đầu Tay cứ đấm nhẹ lồng ngực trái Nước mắt cứ trào ra không ngớt Thằng Dũng tái mặt lắng nghe Bà Nam nhìn đám người rồi kể tiếp Thằng Dũng cũng có thể phần nào mường tượng ra Rõ ràng từng chi tiết Tới ông Thuấn em ruột ông hậu quỳ mọp xuống hỏi ông anh hậu ơi, anh có nhận ra ai đây không? Tức thì ông hậu gật đầu liên liệt. Ông Thuấn hỏi tiếp. Thế anh có thèm thuốc lào không? Em có mang cho anh điếu đây? Ông hậu gật đầu, rít một hơi thuốc lào. Mà trong khi đó thẳng dũng chưa bao giờ biết dùng cái thứ đấy. Từng người hỏi ông có nhận ra không, ông đều gật đầu. Tùy mắt nhắm nghiền, nước mắt rỉ hai bên khóe. Nhưng khi hỏi đâu là anh em họ Đâu là em dâu Thì tay ông run run Giờ về phía người đó vuốt má và gật đầu như ám chỉ rằng Nhận ra rồi Chỉ là không nói được thôi Tới lượt thẳng mình con trai mình Ông như co giật Cứ đấm thủng thụp vào ngực trái Nắm tay thẳng mình rồi cúi đầu Cổ mẫn như hiểu ý Bảo Ông cụ đang tự trách bản thân đấy Chắc ông cụ đang xin lỗi con trai mình Vì sinh ra chưa được gặp con Còn chưa được bồng bế Chăm bắm một ngày nào đúng không cụ Ông hậu trong lốt thẳng dũng gật đầu liên lịa, Hai tay nắm chặt tay con trai mình Liệm nắp bắp như muốn nói gì đó Nhưng không thể thốt nên lời Thằng mình khóc Khóc như một đứa con nít lần đầu được gặp bố vậy hơn 40 năm rồi còn gì Từ khi sinh ra chưa được gọi một tiếng bố Chưa được bố dẫn đi chơi như bao đứa trẻ khác Giờ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này Sao mà cầm được nước mắt cơ chứ Bà bền sụt sủi nước mắt Những đôi mắt mở đục hỏi Ông nó ơi Ông dưới đó có thiếu thốn gì không Có cần gì không thì để con cháu đốt xuống Ông hậu gật đầu nhưng thiếu gì ông lại không thể nói Bà bè nắm tay chồng bảo Thôi thì giờ ông không nói được Nhưng ông báo mộng về cho cháu nó Hoặc cho tôi, cho con Để chúng nó bảo tôi tôi chuẩn bị cho Ông gật đầu lê lịa Rồi nắm tay con trai Tay vợ được một lúc thì ông thăng Thằng Dũng thấy rùng mình một cái Người lạnh đi Đầu óc như vô thức vậy Lúc mở mắt ra nhìn mọi người Ai cũng rơm rớm nước mắt Nó thấy cả anh mình khóc nữa Rồi được bà Năm kể lại cho Y hệt như thế Giây phút xúc động đi qua cổ Mẫn mới lên tiếng sẽ tan bầu không khí đượm buồn đó Ông cụ không nói được Chắc là do lúc chết bị sốt rét Mà những người sốt rét thường co giật Miệng cắn chặt hoặc là méo sạch đi Không cẩn thận thì cắn lưỡi chết Ông yếu quá nên không thể nói được gì Thôi thì gia đình gặp ông như vậy là mừng rồi Nghỉ ngơi rồi mai ngồi thiền tiếp Gia đình bà Bền tiễn bà Nam và cô Mẫn ra tận cửa Đêm hôm ấy thằng Dũng nằm ngủ Thằng bé có lẽ hợp phía nên lại mơ thấy ông hậu về Lần này thằng bé đã bớt sợ hãi Lại còn nghe thấy tiếng ông văng vẳng trong đầu bảo một số ông thì khi đốt tiền vàng đừng có lấy cây chọc Rách hết quần áo với tiền bạc của ông Xuống đấy không tiêu được gì cả Quần áo thì rách hết Chẳng có gì mới để mà kể cho đồng đội Rồi ông hậu còn căn dặn rằng Trong nhà có cái sấp giấy tiền Rớt ra giữa khe tủ ấy Lấy ra đốt đi Để tử lâu lắm rồi Còn bảo anh Minh kéo cái tủ lạnh ra Đừng để xít tường Chột nó cắn mất cái vỏ dây điện rồi Bảo anh còn quấn lại đi Bảo đám con bé Lan con Hương là chị em con gái Ngủ dậy thì xếp chăn gối gọn gàng Đừng có để lộn xộn như thế Thằng Dũng cứ lắng tai nghe không đáp Trước khi bóng ông mất dần Nó còn nghe tiếng ông hậu căn dặn Còn bảo các chú các bác khi nào cúng ông Thì cũng thêm dĩa ốc luộc Ông thích ăn lắm Ông hậu nhắn nhủ mấy chuyện học hành nữa Rồi lại thấy ông khoác đồ bộ đội vẫy tay và đi xa tít Thằng Dũng gọi ới ới theo Nhưng càng gọi ông hậu càng xa hơn Và mất hút dần Sáng hôm sau tỉnh dậy Nó kể lại hết cho cả nhà nghe Bà bền không nén nổi xúc động bảo Thế thì đúng lắm rồi Ngày xưa ông thích ăn ốc lắm Đợt yêu bà khi nào được về phép đều dặn bà luộc ốc cá nói rồi bà thở dài lại để kiểm tra xem lời thằng dũng nói có đúng không nó và ông tuấn lên dọn phòng thờ kéo hết tổ và ghế ra thì thấy rớt xuống sắp tiền vàng mã kỳ lạ là nó chắc phải rớt ở đây từ lâu lắm rồi nhưng năm nào nhà bà bền cũng dọn dẹp rất nhiều lần tại sao không bao giờ thấy nó ông tuấn cẩn thận đặt lên bàn thờ cho anh trai mình khi tuấn nhang tắt lịm mới chịu đem đi đốt Xong tới tủ lạnh Đúng y như lời ông hậu nói Cái dây to của tủ bị chuột cắn mất phần vỏ Để hở lõi đồng ra May mà ông chỉ chứ không để vậy Nó cắn hết dây lúc nào không biết Dọn dẹp xong xuôi Cả nhà bà bền lại hồi hộp Và hy vọng chờ đến tối Được gặp ông và mong ông sẽ nói được phần mộ Để cả nhà đưa ông về Đến tối Cô Mẫn và mẹ mình là bà Năm mới lên nhà bà bền lại tiếp tục dâng hương và cô mẫn lại ngồi như thế đang ngồi tự nhiên thằng dũng rụt cổ lên rùng mình nhẹ lần này nó thấy rõ ràng lắm ông hậu mặc đồ bộ đội nhưng đi lại khó khăn lắm dẫn năm người nữa vào nhà chơi thằng dũng thấy họ đều là bộ đội chắc là đồng đội cùng tuyến của ông nên chẳng nề hà gì ông hậu run run cầm ấm trà rồi rót xong quay lại nhìn thằng dũng cười gật đầu Ông khoe với mấy đồng đội Bảo đây là cháu của ông Đây là vợ ông kia là con trai của ông Nó cao không Cao hơn cả ông đấy Rồi ông lấy xe ốc luộc và trái cây nhà bà bền Để trên bàn phòng khách cúng Ông mời mọi người ăn Cùng nhau nhâm nhi tách trà Và ăn uống vui vẻ lắm Thằng Dũng nhìn kỹ thì thấy ông hậu yếu nhất Tay run run Chân cũng vậy Rồi ông tâm sự với mấy người bạn Tôi thấy đợt ở nhà cũ thì họ hàng nhà tôi còn đi hỏi han tìm mộ Mà không ai hợp tôi chẳng nhập được Vợ con tôi dọn lên đây thì chẳng thấy mẹ con nhà nó đi tìm nữa Cứ tưởng mẹ con nó quên mình rồi Buồn lắm Vợ thấy vợ tôi khấn nguyện như thế tôi mới nguôi mà về Hôm qua về được gặp mặt con cháu thì là vui rồi Này mời các ông về thăm nhà tôi Kìa kìa, thằng con trai tôi đấy nó giỏi giảng lắm nhà cửa đàng hoàng hết Mài dỗ tôi xong thì tôi lại phải về lại dưới ấy người ta cho về thăm nhà có ba ngày chẳng kịp dặn dò con cháu cái gì nhiều cả thằng dũng nghe rõ mồn một, một từng lời ông hậu nói tự nhiên thằng bé buột miệng hỏi to làm cả đám mười mấy người đang lâm lâm khấn vái bị một phen giật mình tái xanh mặt mũi thế ông ơi ông chỉ cho cả nhà tìm mộ ông để được đoàn tụ với gia đình đi ông thằng súng vừa nói vừa khóc làm cả đám đều hiểu rằng ông hậu đang có mặt trong nhà tiếng khấn vái lầm rầm lại vang lên không ngớt bà bền và con trai cũng hồi hộp chờ đợi vì lời thằng súng cũng là tâm nguyện mấy chục năm qua của bà ông hậu như nghe thấy quay lại nhìn đứa cháu rồi bảo ông được về thăm nhà và thăm vợ con cháu chắt này là ông vui rồi bây giờ hai cốt của ông mỗi thứ một nơi bòm đánh tan nát hết rồi cả nhà đừng đi tìm nữa chỉ cần thở cúng ông và nhớ tới ông vậy là được rồi thằng dũng không chịu nó gào lên không được ông chỉ cho chúng cháu tìm mộ ông đi chúng cháu sẽ tìm được ít nhiều gì cũng được ông hậu hiền bảo cái thằng bé ngốc này Ông về được thế này là xin phép khó khăn lắm Dưới đó người ta quản chặt Không cho đi về nhà liên tục đâu Cháu dặn cả nhà không phải lo Thấy ai cũng nhớ ông như vậy Ông mừng lắm rồi Còn hại cốt thì về với cắt bụi rồi Nói rồi Ông hậu quay sang nói chuyện rôm rả với đồng đội Khoe con cái Nhìn nét mặt ông tự hào lắm Đột nhiên thằng Dũng lăn quay ra Đến khi mở mắt ra thấy mọi người quây kín Hỏi có chuyện gì mà khỏi mãi không trả lời Thằng Dũng kể mình thấy ông dẫn bạn vào nhà chơi Ông bảo mộ ông bị bom đánh rồi Đừng đi tìm nữa Cổ mẫn bất giác nhìn lên bát nhang bảo Lúc nãy có sáu người phải không cháu Thằng Dũng gật đầu ngay tắp lửa Cổ mẫn thở dài bảo Ông cụ thiền lắm Cây nhang nó chẳng tàn mà cong thành hình số 6 kìa. Cả nhà bà bền nhìn lên bàn thờ thì đúng y vậy. Bà cây nhang cũng cong thành hình số 6. Cổ mẫn tiếp lời. Nếu ông nói như thế thì cả nhà không cần đi tìm nữa. Dưới đó ông cũng có đồng đội. Bạn bè chia sẻ như vậy là được rồi. Mai cứ cúng tiếng ông cẩn thận. Đốt tiền vàng cũng chú ý như lời ông. Nói rồi cô Mẫn xin phép ra về Cả nhà bà Bền cũng bắt đầu đứng lên dọn dẹp bàn Ai nấy đều bất ngờ Sửng sốt khi thấy sáu cái ly được rót trà bày ra Trong khi đó lúc đầu nó vẫn nằm nguyên trong khay Mà nhà bà Bền thì chắc chắn không ai bỏ ra nhanh thế được Dĩa ốc luộc cũng không còn ở vị trí ban đầu nữa Đúng như những gì thằng Dũng kể thấy lúc nãy Bà Bền mệt mỏi bảo Thôi dọn dẹp đi Chắc ông đi rồi Bà Bền nói định bưng dưới ốc luộc xuống Định tí nữa bảo cả nhà ăn lộc của ông Thì thấy ốc lạnh ngắt Toàn mùi ốc chết Còn ly trà trên bàn đi nào cũng lạnh ngắt Trái cây thịt quả nào cũng héo Cắt ra không ăn được miếng nào cả Đêm hôm ấy thằng Dũng không mơ thấy gì nữa Chắc ông đang đi thăm nhà bạn bè rồi Hay ông đi mời dỗ chẳng hạn Dỗ ông xong nhà bà Bền cũng không lan tăn gì tới việc tìm mộ nữa Nếu ông hậu đã nói như vậy Thì cứ làm theo như lời ông nói Họ hàng cũng xin phép rời đi Thành đã căn nhà chỉ còn hai mẹ con bà Bền Ở lại hương lửa cho ông Bắn đi mấy tháng sau Mình nằm mơ thấy bố mình Chỉ thấy ông hậu căn dặn mình cẩn thận chuyện tiền bạc Đừng chung trạng làm ăn với ai Nhất là đàn ông lớn tuổi mình đem chuyện đó nói lại với bà bèn, thì bà khuyên can mất 10 ngày trời, mình mới dừng hợp tác với người đồng nghiệp kia. đến sau thấy người đồng nghiệp ấy ăn nên làm ra, mình cứ trách mẹ không cho mình chung đụng. mãi hơn một năm sau, người đồng nghiệp ấy bị bắt vì tội lừa đảo. lúc đấy mình nghiệm lại mới thấy thật đúng. hai mẹ con cũng thấy đội ơn ông. kể đến đây bà bèn nhìn cháu mình là thằng dực, và người con dâu là phương tiếp lời bố chúng mày thiêng lắm ông ấy phù hộ độ chỉ cho cả họ bảo lần tài qua nạn khỏi đó con ạ à. phường nắm chặt tay bà bền chờ đợi bà chép miệng tiếp tục lục tung dòng hồi ký ức bắn đi mấy năm sau đến lượt ông phù hộ cho thằng bé dũng thằng dũng sau khi trở về xuôi cùng gia đình thì việc sinh hoạt vẫn y như nếp cũ ngoài việc học ra nó còn có nhiệm vụ đưa đón em đi học bình thường lúc nào hai anh em cũng chở nhau lên trường hồng đức bằng con đường nguyễn viết xuân mai hắc đế bữa đó đang đi bình thường không hiểu vì sao tay lái lại ngoẹo qua bên bùng binh rẽ qua lê duẩn đi về nhà đi được một đoạn ngắn đứa em gái mới hỏi sao hôm nay anh lại đi đường này vậy thằng dũng chợt giật mình bảo ủa sao tao lại rẽ bên này tao rẽ khi nào vậy tao đi đường kia mà hai anh em thắc mắc một chút rồi cũng quên hôm sau con em lên lớp nghe bạn nó kể bên mai hắc đế chỗ cổng bệnh viện có tai nạn hai người phụ nữ chở nhau bị thằng thanh niên tông phải về nhà nó lại nói với anh trai và cha mẹ cha mẹ nó bảo ông hậu đi theo độ cho đấy thắp nhang cho ông đi thằng dũng tin vào sự ấy lắm nên nó và con em gái chắp tay khấn vái lia lịa cảm ơn ông rất nhiều sau đó ít lâu bố thằng dũng có mua xe tải 8 tấn chạy hàng đi được hơn tháng mà anh ta xanh xao và gầy đi thấy rõ phần vì thức khuya nhiều phần vì ăn uống không điều độ bữa đó ở nhà thằng dũng và mẹ mình nghe bố kể đêm hôm đó bố nó lái xe tới đèo phượng hoàng đang lúc đánh lái vào khúc cua thì bố nó thấy bà cụ xin qua đường. Bên kia là chiếc xe khách đi ngược chiều, bên này là vách. Lúc đấy bố nó bắt đầu sợ thực sự. Tránh bà cụ thì lại vướng xe khách, lách xe khách thì tông phải bà cụ. Mà bên thì vách núi, bên thì hố sâu. Chẳng hiểu sao, tại bố nó cứ như bị ai điều khiển, cứ tăng ca lao thẳng phía trước, tông ngang người bà cụ. Bố thằng Dũng hốt hoảng phanh xe lại, chạy xuống coi thì không thấy có ai bị tông ở đó cả. Lúc đấy mới biết bị ma nhát. Cả bố nó và anh phụ xe mặt cắt không còn giọt máu. Tuần sau nữa bố đi Đà Lạt chợ hàng, lúc đấy tầm 1 2 giờ sáng gì đó, đang đi tới khúc đèo thì tự nhiên thấy lạnh người, rồi nhìn phía trước toàn sương mù không thấy đường đâu cả. Tên phụ xe đang ngủ cũng lạnh quá về tỉnh dậy, nhìn ra ngoài mà anh ấy giật mình và người cứ run bẩn bật vì rét bên ngoài toàn là sương mù đường đèo nguy hiểm cứ thế này lỡ tai nạn thì không biết đường nào mà lần xe tải thì đi như rùa bò rề rề từng chút một tự nhiên xe dừng hẳn lại bố thằng Dũng nhìn phía trước thấy có 6 người mặc đồ bộ đội đang đi bộ họ vừa đi vừa trò chuyện bố nghe bên tai có tiếng cười nói rộn rã lắm Bố thằng Dũng sững người Nhớ tới ông hậu và bữa ngồi thiền cây nhang Công hình số 8 Bố thằng Dũng đoán đây là ông hậu Nên liền xuống xe và chạy theo gọi tên Tiếng gọi vàng cả một góc đồi Nhưng không hồi âm Sáu người cứ bước đi Bước đi mãi mà không dừng lại Bố thằng Dũng thấy bóng họ mất hút Lạ thay Khi bóng họ khuất dần đi Thì tự nhiên sương mù cũng không còn nữa Tên phụ xe chạy xuống hỏi có chuyện gì Bố thằng Dũng lúc đấy mới giật mình bảo do mệt Nên nhìn nhầm thôi Rồi hai người lên xe Xe lại nổ máy ngon lành Chạy bon bon như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Sau đó bố thằng Dũng về nhờ người quen xin cái tượng Phật Được trụ trì thích châu quang trên chùa khải đoan niệm chú Bỏ lên xe tải Thì không gặp mấy trường hợp như thế nữa từ đó công việc chạy xe của bố thằng Dũng rất thuận lợi Xe người ta đi mỗi lần hư sửa cả vài chục triệu là chuyện bình thường Còn xe bố nó cũng chỉ mua cũ Nhưng sửa rất ít Chả bao giờ sửa quá 10 triệu cả Cả năm chắc chỉ bảo dưỡng một lần là đi ngon lành Mình lật đật tiến lại thắp cho bố mình Một nén nhang thơm rồi nhìn vợ tiếp lời Sau đó ít lâu Có bữa anh ngủ chờ quán cà phê võng ven đường anh cũng nằm mơ thấy bố đấy, đó là lần thứ hai từ khi sinh ra mà anh mơ thấy bố như thế. Phương gật đầu hỏi dồn. anh mơ thấy ra làm sao? mình cười bảo. anh mơ thấy cảnh lúc anh còn nhỏ đang ở ngoài quê. lúc uh, lúc ấy thì anh chỉ biết bò, mẹ để anh ngủ trên võng rồi đi ra ngoài vườn làm việc vặt. lúc anh tỉnh giấc thì không thấy ai, bò lăn xuống võng và đi ra mép cửa từ cửa ra sân có mấy bậc thang anh bỏ ra đấy rồi không may té nhưng trong mơ anh thấy bố lại đỡ đầu anh không bị đập xuống nền sân bố xoa người anh rồi mẹ chạy vào mình cười bảo anh mơ thấy cảnh lúc anh còn nhỏ đang ở ngoài quê lúc ấy anh chỉ biết bò mẹ để anh ngủ trên võng rồi đi ra ngoài vườn làm việc vặt lúc anh tỉnh giấc thì không thấy ai bỏ lăn xuống võng và đi ra mép cửa từ cửa ra sân có mấy bậc thang Anh bỏ ra đấy Rồi không may té Nhưng trong mơ anh thấy bố lại đỡ Đầu anh không bị đập xuống nền sân Bố xoa người anh rồi mẹ chạy vào Lúc ấy anh mới khóc ré lên Đợt đấy mẹ cũng thấy lạ Vì anh té lăn mấy bậc Nhưng không hề hấn gì cả Tại anh cứ chỉ ra phía cổng Nhưng mẹ không hiểu Rồi mẹ ám anh vào trong dỗ dành Ngừng một hơi Mình tiếp rồi anh lại thấy lúc anh tập bơi bị chuột rút Khi đấy anh như sắp chìm Nhưng có bàn tay ai đẩy từ dưới lên Giữ cho anh không chìm xuống Nhưng linh tính anh vẫn nhận ra đó là bố mình Lúc đấy may mắn có mấy người đi làm đồng thấy và cứu anh Anh cũng lăn tăn chuyện đó Nhưng vì lúc đấy mới có 8-9 tuổi gì đó Hàm chơi cũng chẳng kể cho mẹ nghe Sau khi anh học lớp 11 Anh còn mơ thấy tối trời hè nóng nực Anh ngủ ở nhà ngoài dù bật quạt nhưng vẫn rất nóng lúc đấy người mướt mát mồ hôi nằm cứ lăn qua lăn lại không ngủ được lúc đấy anh nghe thấy tiếng chó sủa rất to nhưng nhìn qua giường thì không thấy mẹ tỉnh giấc phương quay sang nhìn thì bà bền thầm gật đầu xác nhận mít nhìn lên di ảnh bố mình là ông hậu và tiếp tục mạch chuyện lúc đấy anh cảm thấy lạ lắm mấy bữa mẹ ngủ rất nhạy chỉ cần một tiếng động nhỏ là cũng làm bà tỉnh giấc rồi Hơn nữa đây là tiếng chó sủa Tiếng rất vang và to Tính anh thì em biết rồi đấy Anh cũng liều lấy đèn pin ra soi Không thấy ai cả Rồi anh chui vô mùng Ngủ tiếp Khi vào trong mùng thì thấy cảm giác lạnh lạnh Anh phải kéo chăn đắp Khi vừa kéo chăn lên thì anh thấy có bóng đen ngồi cuối giường Tay đang cầm cái gì giống cái quạt nan của mẹ Mà quạt anh cứ tưởng mẹ mình cơ vì hồi ấy không có đèn ngủ như bây giờ mình ngừng một giây rồi nhìn vợ ngậm ngùi anh thấy vậy nên bảo mẹ về giường ngủ đi quạt cho con làm gì mẹ à nghỉ đi khỏi mệt quái là anh nói thế nhưng không nghe mẹ trả lời gì cả vẫn quạt đều đặn nhưng lúc đấy cơn gió nó không mát mẻ mà hơi se se lạnh kiểu như trời gần đông vậy anh thấy lạnh thì kéo chân trùng ngủ cho tới sáng Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh thấy không phải chiếc quạt nan mà đó là chiếc mũ cối lúc bố anh đang còn đi lính để lại nhà làm kỷ niệm cho hai mẹ con anh. Mẹ mới thấy vậy la anh, bảo sao mũ bố bộ đội mẹ để trên bàn thờ mà lại lôi xuống. Anh bảo không biết nhưng mẹ vẫn không tin, còn la anh một trận nữa. Phương nghe vậy thì cảm thán hỏi: Thế sau lần đó anh có còn mơ thấy bố không? mình gật đầu đợt sau anh mơ thấy ông lần nữa đây cũng là lần cuối anh mơ thấy ông từ hồi đó đến giờ anh mơ ông dặn dò ở nhà chăm sóc bà cẩn thận ông dặn rằng đứa đầu nó hợp giáo viên định hướng cho nó đi như thế đứa chị lớn thì lanh lẹn cho nó học ngành liên quan đến tiền bạc được ông bảo ông phải đi cùng đồng đội chắc còn lâu mới về thăm lại nhà ông còn bảo quần áo cả nhà đốt xuống đẹp lắm Ông may bộ nào cũng được đồng đội khen Tiền bạc cũng không bị lách nữa Về thăm nhà được thấy gia đạo yên ấm Thế ông cũng an lòng Khi nào nhớ tới ông thì thắp nhang cho ông Ông về được ông về Không phải lo lắng tìm mộ cho ông nữa làm gì Phương nghe đến đây thì hai khóe mắt ươn ướt Cô khóc từ lúc nào không biết Bà bền xoa tay con dâu rồi cười bảo Từ đó tới nay thì không ai mơ thấy ông nữa thỉnh thoảng dỗ hay là ngày thương binh liệt sĩ thắp nhang thì nhà mình thấy khói nhang cao thẳng tắp tầm 20 phân hướng lên trên không bị tản ra lúc đấy cả nhà lại đứng trước di ảnh ông cùng chào ông và ngồi nói chuyện về cuộc sống hàng ngày dù ông không nhập vô ai hay báo mộng cho ai nhưng cả nhà mình biết ở đâu đó ông vẫn dõi theo và phù hộ cho cả gia đình mình Phương nghe lời mẹ chồng xong thì vội lau hai hàng nước mắt Cô nhìn mẹ và chồng rồi nhẹ giọng Xin mẹ, xin anh để con, để em Thắp cho bố một tuần nhang Bên trên bàn thờ Tấm di ảnh của ông hậu với cánh mũi rộng Đôi mắt sáng vẫn im lìm trong làn khói nhang Nồng đượm Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh và bây giờ thì thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện tiếp cũng của người tác giả này quý vị nhé và cái câu chuyện vừa rồi thì thực sự không có máu me không có giết chóc không có cái sự ai oán thù hận gì cả một câu chuyện rất là nhẹ nhàng nhưng mà thuận đọc cảm giác nó rất là chân thực và rất là cảm động và có lẽ là cái việc đi gọi hồn cho người thân trong gia đình mình này hoặc là người thân của mình về báo mộng rồi chỉ mách cho những người còn sống những cái việc này việc kia có lẽ hầu hết như trong các gia đình đều đã từng xảy ra rồi đúng không ạ và khi đọc câu chuyện này thì thuận cũng rất là nhớ về cái thời à, thuận cũng đã từng được bà nội của mình về báo mộng cho mình biết một số sự việc trong gia đình sắp xảy ra rồi cũng có một lần thuận cùng với một người bác bác ruột đó cũng kiểu đi gọi hồn đó và bà nội đã nhập vào cái người cái bà đồng đó sau đó ngồi nói chuyện với thuận với bác giống như là lúc còn sống nói ra tất cả những cái sự vật sự việc rồi những cái đồ những cái thực tế diễn ra trong gia đình nhà Thuận. Đầu tiên thì Thuận nghi ngờ và Thuận không tin đâu nhưng mà sau cái lần nói chuyện đó, sau cái lần được tận mắt chứng kiến đó thì thực sự Thuận đã tin cái việc là vong nhập hồn là có thể xảy ra trên cuộc đời này. Và không biết quý vị đã từng trải qua cái cảm giác đó bao giờ chưa thì hãy comment cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện tiếp theo. Thật ơi Mày đâu rồi Nghỉ tay đi Tí còn có sức mà xuống núi Thật ơi Thành âm khàn khàn hối thúc ấy phát ra từ người đàn ông Độ ngũ tuần trong bộ quần áo nhỏ nát rách rưới Thứ trang phục bẩn thỉu rạt một màu đen dính đầy bụi đường Trên trán người đó đeo một vầng khăn trắng Thứ màu trắng lạnh lẽo của khăn tang Thằng bé con độ chừng 13-14 tuổi Nghe thấy tiếng người đàn ông gọi Thì mau mải tiến lại Nó đặt cái cùi xuống rồi thở dốc một hơi mệt mỏi Nó lấy trong tay nải ra một cái hồ lô bằng đá Ngửa cổ tu một ngụm dài Rồi lại bạc mặt thở Người đàn ông móc ra hai cái bánh bao đã yếu xìu đưa cho nó rồi bảo Ăn đi Ăn còn có sức mà đi tiếp Đợi này bữa nò no được mấy lần đâu Mày ăn đi để có sức mà làm việc con ạ Thằng bé ngoan ngoãn đỡ lấy cái bánh bao rồi trêu chào, trợn mắt nuốt. Mấy giây sau cái bánh đã chui tọt vào ổ bụng lép kẹp của nó. Người đàn ông trầm ngâm không nói gì. Thằng bé lại chăm chú ngắm con kiến đang bỏ trên chiếc lá dưới thân mình. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Con đường núi này được phát hiện khi cha con nó đi tìm thuốc. Ngày thường rất ít người qua lại, núi rừng yên tĩnh, chốc chốc lại vẳng lên tiếng chim kêu đằng sau hai mẹ con là một cây gạo rất to dễ của nó đan chéo bỏ lan trên một khoảng đất rộng thằng bé đang độ tuổi hồn nhiên nó vui vẻ chẳng cơ hồ gì một ý nghĩ toan tính đang ríu rít nói về chuyện hôm nay đào được nhiều sắn thì đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh ngắt sau lưng đình ngoảnh lại xem có chuyện gì thì cộp một cái thằng bé bị giáng mạnh vào đầu ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự một luồng gió lạnh thổi tới làm thằng bé tỉnh lại. Lúc này trời đã chập choạng tối. Thằng bé giật mình hãi hùng, dùng chút hơi tàn cựa quậy và phát hiện ra mình đã bị trói rất chặt bằng sợi dây thừng to bản dưới gốc cây gạo. Vài giây hoảng sợ đi qua, khi con mắt quen dần với bóng tối tĩnh mịch, thằng bé cẩn thận quan sát xung quanh rồi sợ hãi kêu to. "Bớ thầy ơi, thầy ở đâu? Cứu con thầy ơi!" trong không gian ưu tịch của núi rừng tiếng của nó dội vào vách núi ngân ra đến bất tận chẳng có ai đáp lời liền sau đó dội vào tai nó là tiếng xoèn xoẹt, xoẹt sắc lạnh và đều đặn định thần mấy giây thằng bé nghe thứ văng vẳng bên tai mình chẳng phải tư tiếng gì xa lạ mà là tiếng mài dao định quay đầu sang xem nhưng đầu đau nhức quá lúc này nó mới nhận ra mình không chỉ bị trói trên cây mà hai tay còn bị bẻ ra hai hướng buộc vào cây gạo chả trách mà nó không cử động được sợ hãi tột đổ thằng bé thét lên gọi cha thầy ơi thầy thầy đang ở đâu mau cứu con với thằng bé lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông nọ chính là cha nó thất của thầy ngoan nào đừng hét lên thế một lát nữa là hết đau ngay thôi Nghe thấy tiếng lão thằng bé quên hết sợ hãi Càng gọi to hơn Tiếng mày sao vẫn róm mồn một Từng nhát, từng nhát Trong rừng vọng lại Tiếng lão già gian manh Ngoan nào Chịu khó một chút nữa thôi Thầy sắp xong rồi Thằng bé khóc không ra tiếng Lúc này trong màn lệ nhòa Nó đã nhìn thấy cha mình Trong tay lão là con dao phay to bản Đã được mại sáng choang Lão cười khùng khục man dài Tay mần mề con dao trẻ cụi sắc nhọn Ta đã mải rất lâu rồi Cũng muốn mải nhanh lắm chứ Bởi ta biết Dao sắc chặt đầu người sẽ chóng chết lại không đau Thằng bé nhìn lão mà không thể tin được Lão dở giọng giận dữ Thật ra à, Lẽ ra còn không nên có mặt trên đời này do còn có mắt như mù mà đầu thai nhầm. Sự việc đã đến nước này rồi thì nói nhiều cũng vô ích, còn cứ yên tâm mà đi thôi. Lão già móc bên hông ra một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm, lầm lũi tiến đến và giơ con dao. Khoét mắt đứa con tội nghiệp, khoét xong lão hét lên. Do mày có mắt không trọng nên đừng trách thầy, đừng trách thầy lấy máu mày để nhuộm lấy manh áo liệm nhà lão thầy địa lý có người mất lão trả những ba nén vàng để đổi lấy manh áo nhuộm máu tươi mà quấn xác bà cụ thân sinh ba nén vàng là ba nén vàng đó con ơi mặt trăng trốn vào tầng mây dường như nó cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này tiếng kêu cứu thảm thiết tuyệt vọng của thằng bé làm bầy chim hoảng loạn lượng rậm sọc lên mùi máu tanh kỳ dị thằng bé lúc này với khuôn mặt đầm đìa máu chỉ còn thoi thóp thở đôi mắt nó giờ đã biến thành hai hốc máu máu tươi cứ trào ra đầm đìa lão già dùng chiếc khăn trên đầu cẩn thận gói con mắt lại nhẹ nhàng đặt vào lòng lão cười hành hạch man dài rồi quay người lấy ra một tấm áo theo lối người hoa cổ dù phục sức còn mới lại được may vá cầu kỳ rồi chảy xuống dưới chân thằng bé. Đoạn từ từ đưa con dao phay lên mà bộ đôi đầu nó ra. Óc phun ra xối xả, máu huyết theo đó chảy ra. Lão còn cẩn thận cứ đứt cổ tay cổ chân thằng bé cho máu rơi xuống, nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo. Nửa khắc sau, khi máu huyết đã ngừng chảy, lão chậm chậm thu dọn tay nải rồi quay người xuống núi. Sau lưng lão còn vọng lại tiếng thì thầm của chốn núi rừng u tịch. mới đầu giờ thìn mà nhà ông bá hộ sử đã ồn ào lắm ông bá sử hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ nhanh chân ăn vận quần áo chỉnh tề mà ra ngoài sai bảo đám gia nhân nguyên do là vì hôm nay nhà ông có cái tiệc tân gia khai trương căn nhà ba gian lớn nhất cái làng này cái bàn này mày kê ở kia cho bà còn suốt đầu chợ búa thế nào rồi đấy Tiếng bà Châu và ông đang đứng chống nạnh mà chỉ đạo Tiếng chân gia nhân nện trên nền đất Tiếng họ nhau ý ới Tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ con Tiếng rào, tiếng thớt Làm không khí sáng hôm ấy tấp nập lắm Ông sử khoan thai ngồi xuống cái ghế tre kề chính giữa nhà Nhấp một ngụm trà rồi thở ra sung sướng Cái thứ trà mặn sen cuốn chặt đầu lưỡi Rồi lan ra trong vòm họng Làm ông đê mê Ông với tay rồi gọi nhỏ Bà nó ơi Vào đây ngồi với tôi Để lũ gia nhân Nó làm là được rồi Hả cơ làm sao mà bà phải cực thân thế Bà Châu cười tít mắt Ngồi xuống cái ghế chè đối diện chồng Nhanh tay rót ra ba nước chè Rồi nhấp một ngụm và cười đáp Tôi là tôi à, cứ lo như thế Đam gia nhân nhà mình mà không có tôi Là cứ loạn cả lên ông ạ à. Ông Sử ngồi rung chân, chép miệng rồi hỏi Thế đám cài đội hương lý bà đánh tiếng hết chưa? Bà Châu như sực nhớ ra điều gì Bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi bảo Chết thật, ông nói tôi mới nhớ Còn ông đổ tam tôi quên bén đi mất Đám mê giàu có lắm, không thể bỏ sót được Thôi tôi đi nhanh còn kịp ông ạ à. Sẵn tiện ghé chợ mua thêm cho ông sắp bài tổ tôm cái thứ ấy ông chả thích nhất còn gì Ông sử gật đầu rồi nhanh mồm thúc giục vợ Bà Châu tiến ra ngoài rồi gọi lớn Còn Thuần đâu? Theo bà ra chợ Chị Thuần là chân làm bếp Đang nhặt đống rau sống Nghe tiếng chủ gọi thì mau mải đáp lời Có cần lấy thêm đôi quang gánh không bà? Bà Châu vẫn lại mớ tóc rồi bảo không Có mùa gì nhiều nhặn đâu Mày lấy cái thúng là được rồi Nhanh trần lên cố bản tới nơi rồi đấy Chị Thuận quẹt tay vào áo để đứng lên luôn Thế rồi một chủ một tớ nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng to bản Còn lại một mình trong nhà Ông Sử rung rung đùi Tay xe xe tròm râu nhìn đám gia nhân Mà trong lòng vui lắm Ông Sử năm nay ngoài 50 tuổi Thân hình hộ pháp nhưng khuôn mặt lại rất hiền lành phúc hậu Ông Sử là địa chủ có tiếng giàu sang ở cái làng này Đối đái với kẻ ăn người ở trong nhà tốt bụng lắm Bà Châu cũng chạc tuổi ông Dù mồm miệng có hơi chua ngoa Nhưng cũng được xếp vào hàng nhân nghĩa Hai ông bà cứ ung dung sống trong giàu sang Giữa đa số dân làng là hạng cùng đinh nghèo khổ vì tiền bạc và gia sản của ông cụ thân sinh để lại nhiều lắm trong cái cơ ngơi giàu có ấy gia đình ông sử sống rất thanh thản chẳng những vì của cải dư thừa mà vì các con đều ngoan ngoãn riêng bà châu lại càng cảm thấy hạnh phúc vì thuận anh con trai lớn đã cho bà hai đứa nội kháu khỉnh còn dung đứa con gái thứ hai tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu Chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Yên Lăng này Bà tin rằng đó là do cái phúc mà đã tạo được ra Qua những việc từ thiện của hai vợ chồng mà có Số là hôm nay gia đình ông Sử làm lễ tân gia cho căn nhà mới Trên cái nền đất mới mua được của gia đình ông Kháng Ông Sử cho xây cất trên mảnh đất đó một căn nhà đổ sổ, tường mộc cột kèo gỗ lim ra chiều giàu sang lắm. Ông Sử lại quen biết rất nhiều quan chức và các bậc hương thân phụ mẫu trong và ngoài làng. Lại rộng lòng mời cả bà con dân làng, nên cố bản tổ chức rình rang lên tới mấy chục mâm. Mấy canh giờ sau quan khách đã kéo tới đông đảo lắm. Hai vợ chồng ông bà bắt đầu cho nhập tiệc. Tiếng chúc tụng, tiếng hát cô đầu, tiếng và đũa bát, tiếng trẻ con đùa nghịch làm buổi tiệc tân gia rộn ràng lắm. Mãi tới tận đầu giờ tuất quan khách mới ra về, bà Châu sai đám gia nhân dọn dẹp, còn mình cùng chồng trở về phòng riêng. Trong gian phòng khách, trên chiếc sập làm bằng gỗ môn còn loang loáng nước sơn, đồ đạc chúc tụng bày ngập ngội trên bàn như đống rơm nhỏ. Nào ngọc ngà gấm vóc, nào nồi đồng chén sứ, đến cả cái mâm đựng cơm cũng có đủ thứ thượng vàng hạ cám trên đời mà mọi người mang đến chúc tụng. Hai ông bà hí hửng khép cửa trong đuốc mà kiểm đếm. Bà Châu nhấc chiếc hộp gỗ ra mở rồi tấm tắc. Ui chà, bà cài mừng hắn viên ngọc chân châu ông nó ạ. À. Nghe chừng đắt đỏ lắm đấy. Ông sử hấp hái mắt đáp. Phải thế chứ lại, coi như nhà nó còn biết điều. Một tay tôi cất nhắc chồng nó lên trước thầy cai mà. Nói đoạn, ông Sử móc trong ống tay áo ra một bức họa truyền thần rồi bảo: "Thế đã là gì? Quan tổng trấn còn tặng hẳn cho tôi bức tranh thủy mặc của ông họa sĩ người tàu. Em trưởng cũng lên tới cả mấy chục nén bạc." Lúc này tôi nghe quan bình bức họa mà sướng hết cả người. Thế này mà treo lên phòng chính có mà tăng thêm mấy phần uy thế cho cái nhà này chứ chẳng đùa. Hai ông bà cứ mồm nói tay bóc quà, Lầu lầu tiếng úi chả cứ vang lên từng chập Cho đến khi bà Châu tò mò nhấc lên một cái tay nải màu nâu sồng Có vẻ cũ kỹ lắm Nhanh tay tháo nút buộc Chợt bà Châu rú lên một tiếng Bỗng nhìn lúc đó con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường ông sử đang ngồi Trộm lên, lao vọt lại cái sập và kêu thét liên hồi Và cùng với tiếng thét ngân dài ấy Con mèo chạy vùn vụt ra sân Phóng xuống trước cổng gầm gừ lên rử như giận dữ hai ông bà cứ mồm nói tay bóc quả lâu lâu tiếng úi chả cứ vang lên từng chập cho đến khi bà châu tò mò nhấc lên một cái tay nải màu nâu sồng có vẻ cũ kỹ lắm nhanh tay tháo nút buộc chợt bà châu trú lên một tiếng bỗng nhiên lúc đó con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường ông sử đang ngồi trộm lên lao vọt lại cái sập và kêu thét lên hồi và cùng với tiếng thét ngân dài ấy Con mèo chạy vùn vụt ra sân Phóng xuống trước cổng Gầm gừ rên rỉ như giận dữ Ông Sử đang xăm soi bộ ấm chén bằng ngọc Nghe thấy tiếng vợ thì giật mình suýt đánh rơi bộ ấm chén Ông có bẩn quay sang cắt nhẹ Cái gì thế? Cái gì mà bà gào toán cả lên thế hả? Chưa kịp nghe tiếng vợ đáp lời Ông Sử chật khựng lại mấy giây Và nhanh chóng bị hút hồn Trên tay bà Châu vợ ông Là một manh áo được may theo lối người Hoa Cổ Tấm áo ấy ông Sử nom rất đẹp Theo hình thổ cẩm đặc trưng của người Hoa Lại đạt một màu đỏ tươi như máu Ông Sử nhanh tay giật lấy manh áo trên tay vợ mình Rồi tấm tắc trong cổ họng Ông dám chắc là trong đời mình chưa bao giờ Từng được nhìn thấy một chiếc áo đẹp đến như vậy Ông Sử nâng niu manh áo trên tay Chất vải của nó mềm mịn trong mượt Vải sợi long lanh như giọt nước Lại có một màu rất tinh khôi đỏ lóng lánh Từng họa tiết theo dệt trên nó thật đến từng chi tiết Rồi họa tiết theo trên manh áo lấy lại liên tưởng Đến một chuyện tình bi thương thấm đẫm nước mắt Chính những họa tiết ấy khiến ông Sử Như có một ma lực vô hình Thúc đẩy ông quyết tâm phải mặc bằng được nó con mèo đen lúc này không hiểu lý do gì đã lù lù trên bậc cửa nó là con mèo mà ông sử cương chiều lắm ông nuôi nó đã ngót bốn năm nay bình thường nó chỉ nằm ườn ở trên giường chẳng thèm đi bắt chuột và tính tình hiền lành lắm ai bế cũng được con mèo to bằng bắp chân người lớn toàn thân một màu đen sì trên trán có một nhúm lông trắng nhìn như một con mắt thứ ba gia dạ nhân trong nhà vẫn quen miệng gọi nó là cậu bột vì nó quấn ông Sử lắm, nửa bước không rời. Con mèo không hiểu sao hôm nay trở trứng, nó đứng ở cửa, toàn thân dựng đứng lông, cổ họng gầm gừ những chàng man dài. Thoáng thấy ông sử định mặc thử chiếc áo đó, con mèo trộm lên gạo thanh, nó giơ hai hàng móng vuốt nhằm chiếc áo mà lao tới. Con mèo đang phi thân lên, hai mắt xanh lẻ định xé tan tấm áo, thì ăn nguyên một cuốc của bà Châu vào người, nó lăn mấy vòng trên đất gạo lên một tiếng thất thanh Con mèo vẫn đứng đó gườm gườm thủ thế Không chịu từ bỏ Bà Châu thấy thế thì lấy cây roi mây trên sập ra sức xua đuổi Mấy giây sau con mèo mới lao vụt ra cửa sổ Tiếng cầm cử trong cổ họng vẫn chưa dứt Ông sợ mặc kệ chuyện đó vì thần chí ông lúc này Đã dồn hết vào manh áo kỳ lạ kia Ông sung sướng khoác lên người thì có một cảm giác kỳ lạ dường như manh áo đỏ này sinh ra để cho ông. Từ ống tay tới bóp eo, tới độ dài ngắn, đều vừa như đặt. Ông sử đỡ đẫn tỏ tay lên chất vải. Từng đường nét hoa văn, từng đường kim mũi chỉ, chứng tỏ người thợ làm ra manh áo này có tài và phải dành nhiều tâm huyết lắm. Ông sử chìm đắm trong cái thú của manh áo mới một lúc, thì tiếng bà Châu kéo ông trở lại thực tại. Này, Ông làm gì mà cứ đỏ đẫn ra thế Đưa đây tôi xem nào Ông Sử cởi chiếc áo đưa cho vợ mình Nhưng trong lòng chẳng nỡ chút nào Bà Châu đón chiếc áo từ tay chồng rồi cũng tấm tắc Đẹp thật Sao trên đời lại có người may được manh áo đẹp đến vậy Ông Sử vẫn dán mắt vào manh áo rồi hỏi Ai tặng mình món quà này thế Bà Châu trong mày mấy giây rồi đáp Tôi chẳng nhớ rõ mặt nó Chắc là đám cùng đinh trong làng ông ạ Nó mặc quần áo rách bơm Lúc đầu tôi tưởng là ăn mày cơ gia dạ nhân nó định xua đuổi Nhưng tôi thấy tội Nên sắp cho nó một mâm riêng ở tít cửa bếp Ăn xong nó chẳng nói chẳng rằng Rúi cho tôi cái tay nải này, này Bảo là quả tân ra cho gia đình mình Rồi cắm đầu đi luôn Đầu nó đội nón sùm sụp Tôi không nòm rõ mặt với lại lúc đó đông quan khách quá Nên tôi sai đám gia nhân mang vào nhà luôn Ông sử chậm từ mấy giây Nhưng rất nhanh bị tấm áo hút hồn Tấm áo như có một ma lực Làm ông không rời mắt nổi một khắc Bà Châu cũng không cưỡng lại được sức hút Nên nhanh chóng khoác lên người Tấm áo vừa mới trùm lên Thì bà Châu thét lên một tiếng Mắt trợn ngược Toàn thân run rẩy Lăn ra đất giấy rùa Tím tái sủi cả bọt mép Ông sợ hãi quá gào lên Ôi trời ơi Bà làm sao thế này Xoan ơi Chúng mày ơi Bà trúng gió rồi Đám gia nhân đang lối hối thu dọn mâm bát Nghe thấy tiếng ông chủ kêu thất thanh Thì họ nhau lao vào Mấy người nhanh chóng dìu bà vào phòng Kẻ đánh gió Kẻ hơ lá chậu không Kẻ ấn huyệt nhân chung Hết một tuần nhang sau bà Châu mới hoàn hồn được mấy phần mà tỉnh lại Lúc đó nhằm đầu giờ hợi Tức là tầm 9 giờ tối Sau khi thấy vợ mình tỉnh táo Ông xử cho đám gia nhân lui xuống dọn dẹp Phần mình thì ông nhanh tay sắp xếp đồ đạc Tiền mừng tân gia Tiền chiếc áo đỏ kỳ lạ Thì ông cho treo cẩn thận ở Trong tủ gỗ lim kê trong buồng Rồi khép cửa cẩn thận Sau đó mới trở vào buồng ngủ Nơi bà Châu đã thiêm thiếp trong giấc ngủ từ bao giờ còn bột theo thói thường đã leo lên đầu giường nằm bên cạnh ông Có lẽ hôm nay ăn đòn nên giận dỗi không thèm về Chẳng hiểu nó đã chạy đi đằng nào Lúc ấy là khoảng giờ tí canh ba Ông Sử đang miên man trong cơn mộng mị Thì chàng thanh âm kèn kẹt, như tiếng bản lề mở ra Làm ông cho mày chẳng tỉnh Trong không gian mập mở ánh sáng của ngọn đèn dầu Đặt ở cái bàn gỗ nơi đầu giường ông sử nằm im định thần lắng nghe tiếng động đó lại đột nhiên biến mất trả lại không gian im ắng tĩnh mịch ông sử không thấy gì lạ thì chép miệng cho qua đoạn trở mình cố dỗ giấc ngủ trước kịp nhắm mắt thì ông sử có cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm kèm theo đó là luồng hơi lạnh buốt dọc vào người làm gai ốc toàn thân ông chợt dựng lên theo phản xạ tự nhiên ông sử quay ngoắt lại thì chẳng có ai giường ngủ của ông đối diện cửa ra vào lúc này vẫn im ắng chẳng có gì lạ ông sử lẩm bẩm trong miệng đúng là thần hồn nát thần tính có ai trong nhà đâu cơ chứ chưa kịp hoàn hồn thì thanh âm kèn kẹt của tiếng mở cửa tủ lại vọng ra lần này dội vào tay ông đến váng óc ông sử ngồi hẳn dậy mắt lom lom nhìn về nơi phát ra tiếng động không đâu khác chính là từ cái tủ gỗ ở gian buồng đối diện. Dạo gần đây mấy nhà giàu làng này đều bị đám đạo chích ghé thăm. Ông Sử sực tỉnh cơn mộng mị, nhanh chóng quay ra lay vợ. Bà ơi, dậy, dậy mau, nhà mình có trộm đấy. Bà Châu đang ngái ngủ, nghe tiếng chồng thì hốt hoảng ngồi dậy, run giọng hỏi dồn. Đâu, Độm đâu Ông sử ra dấu im lặng Rồi chỉ tay về căn buồng đối diện Đấy Bà có nghe thấy tiếng mở tủ không Bà Châu tái mặt gật đầu Ông sử chụp lấy cái cây ba to bằng gỗ mùn Đầu bọc sắt rồi mon men tiến ra nhà ngoài Ông sử lấy hết can đảm Đập tung cánh cửa buồng rồi lao vào Ngọn đèn dầu trên tay bà Châu soi rọi từ ngóc ngách trong buồng Tuyệt nhiên chẳng có ai cả Chiếc khóa đồng to bản vẫn im lìm ở vị trí cũ Ông sử trong mảy mấy giây rồi gái đầu bảo Lạ thật Rõ ràng có tiếng chân người và tiếng mở cửa tủ Sao giờ không có ai Bà Châu nhìn chồng mấy giây rồi hỏi Tôi thì tôi nghĩ chẳng phải trộm đâu Nhớ đầu ông gái ngủ nghe nhầm thì sao Làm gì có thằng nào dám mò vào cái nhà này Ông sử cáo bẩn, Thế bà có nghe thấy tiếng mở cửa tủ không? Bà Châu ngáp giải đáp quả loa ai Chắc là tiếng mọt ăn gỗ Tôi với ông nửa tỉnh nửa mê nên nghe lầm chăng Thôi đi ngủ ông ơi Quá nửa đêm rồi Ông sử trong mày hoài nghi Nhưng cũng nhanh chân theo vợ trở về buồn Đang lối húi khép lại cánh cửa gỗ thì tiếng cào thảm thiết của con mèo lại vọng ra Làm ông bà giật mình Hai vợ chồng không ai bảo ai Cùng ngước nhìn lên mái nhà Tiếng chân con mèo chạy vùn vụt trên mái ngói Vụt phóng xuống trước sân Láp vọt vào từ cửa sổ Gầm gừ rên rỉ như giận dữ Mèo cắn nhau kêu lên là chuyện thường Nên ông bà cũng mặc kệ Ấy thế mà con mèo như bị ma nhập Nó điên cuồng lao lên sập Rồi hình như vật lộn với thứ gì đó Tiếng sền sẹt vọng đã chói tai Trong không gian tranh tối tranh sáng Ông bà nhìn không rõ Bà Châu nhanh chân tiến ra nhà ngoài xua đuổi con mèo Ông Sử cũng mau chóng bám sát nút Bất chợt ông Sử kêu thét lên Đánh rơi cây gậy ba Tong xuống nền đất Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn dầu trên tay vợ mình Trên chiếc sập còn thoảng mùi gỗ mới Ông Sử thấy rõ đó là chiếc áo đỏ mà ban tối trước khi đi nằm ông đã cẩn thận treo trong tủ tại sao giờ này nó lại nằm ở đây ông sử chỉ tay lắp bắp nó nó bà châu tín lại cầm manh áo đã rách tải tơi vì con mèo cào mà tiếc của thờ giải thườn thượt lại nghe chồng mình luôn mồm khẳng định rằng đêm qua đã treo vào tủ khóa thì có bẩn gắt nhẹ ông nói nghe vô lý thế cái khóa đồng thì còn nguyên không lẽ cái áo nó có chân nó tự chạy ra đây nằm Chắc đêm qua ông say rượu nên nhớ nhầm chăng Thế là đi tòi cái áo mới rồi Rõ phí của Ông sử đang hoang mang tính cãi Nhưng đuối lý nên thôi Bà Châu cuộn lại manh áo rồi ném luôn xuống nền Và thúc giục chồng mình đi nằm Ông sử theo vợ Mà vẫn ngoái đầu nhìn manh áo trên nền nhà Miệng nghi hoặc lẩm bẩm Chắc có nhẽ mình lại nhớ nhầm Đêm hôm đó trôi qua chẳng có sự gì lạ Sáng hôm sau khi cả gái báo hiệu ngày mới Tiếng gia nhân ra vào Ông Sử mới trở dậy Bà Châu đã cắp thúng đi chợ từ sớm Có lẽ đứa gia nhân nào Đã ném bỏ cái áo đi Nên ông cũng chẳng thèm hỏi thêm Ông Sử lê chân ra ngoài sân Múc cáo nước mưa Xúc miệng ủng ục Rồi nhổ tè xuống nền gạch Đoạn tiến lại chỗ chóng tre vươn vai khoan khoái Mà ngồi xuống Thằng Tý là người ở mới độ 8-9 tuổi chuyên trần hầu hạ điếu đóm Thoáng thấy bóng chủ mình Thì nhanh tay bưng bộ ấm chén từ bếp lên Con bột cũng lừ lử lửa tiến lại từ sau bếp Leo nhanh lên ngồi vào lòng ông Theo thói thường ngày Ông Sử có thói quen sáng sớm bán bi thuốc lào Và thưởng thức một bát trà mặn sen Mà phải phát thật đặc Rồi làm gì thì làm Thằng Tý thuộc cái thói quen ấy của chủ lắm Ông sửa ngựa cổ rít bi thuốc lào đến váng cả nhà Cũng là lúc bắt trả nghi ngút khói được rót ra Đợi chủ mình nhấp môi một ngụm Thằng tí mới lắm chuyện ngứa mồm hỏi Ông ơi Đêm qua ông bị làm sao mà gào toán cả lên thế Còn gọi anh suốt lên xem Ông bị cái thứ gì Nhưng anh ấy ngủ say không tỉnh Còn thì sợ mà Nên chẳng dám mò ra Ông sử giấu nhẹm đi nỗi hoài nghi trong lòng Nhìn mặt thằng tí mà đáp Ông ngủ mơ nên thế Thằng tí à lên một tiếng Rồi tính châm thuốc thêm Ông sử đang suy nghĩ Thì chợt con bột đang nằm trong lòng ông Lại một lần nữa trộm dậy Con bột dựng đứng lông Hai mắt xanh lẻ nhìn chằm chằm vào trong nhà Rồi phi thân lao nhanh về hướng căn buồng Nơi có cái tủ gỗ Ông sợ bị mấy cái móng chân của nó vào đùi Thì giật mình ngoái nhìn theo Miệng cầu nhào trời Con mèo đứng ngay cửa buồng Nhằm thẳng vào góc nhà Nơi ông Sử đặt cái tủ gỗ liêm quý hiếm Mà ông mua từ mấy tháng để cất giữ của cải Rồi gào thét từng tiếng man dại Con mèo gào ẩm ĩ Lông dọc sống lưng nó dựng đứng lên Hai chân cào cào vào nền gạch nghe rạt rạt Vừa cào nó vừa lùi lại và nhe răng nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông nhìn không rõ Con mèo bình thường hiền lành là thế Mà giờ như lên cơn dài Nó vừa gầm cừ vừa định trộm lên cắn xé Ông sử cầm cái quạt phép phẩy vừa lại gần nó vừa quát Bột, im nào Con mèo mọi ngày nghe lời ông Nhưng hôm nay lại càng gào lên to hơn Nhất giái chảy ra đầy mồm tiếng càng lúc càng cấp và lùi lại gần chỗ hơn hai mắt nó xanh đực thiếu điều cắn cả ông thoáng thấy ông sử định cha chìa khóa vào ổ con mèo điên cuồng cắn vào gấu quần ông mà ra sức kéo giật lại ông sử bực mình quát tí mày giữ cậu lại để ông xem trong tủ có con gì chui vào không mà cậu mày cứ gào ầm lên thế con mèo dãy dụa ác quá buộc lòng thằng tí ôm luôn xuống bếp nhốt vào trong mà khóa cửa lại Ông sử vạch cặp quần lấy ra một chùm chìa khóa Rồi nhanh tay tra vào cái ổ khóa đồng to bản Tiếng lạch cạch phát ra liền sau đó Là chàng thanh âm kèn kẹt, kẹt của chiếc bản lề kêu lên như phản đối Ông sử giật mình, há hốc mồm mấy giây Trong cái tủ gỗ lim còn loang loáng nước sơn Chiếc áo đỏ theo lối người hoa cổ Vẫn im lìm nằm trên mắc áo Ông sự kinh hãi lùi hẳn lại Định thần nhìn kỹ thì đúng là chiếc áo đó tuyệt không sai Chiếc áo với đường nét hoa văn còn mới Và hoàn toàn không có vết chân mèo cào Rõ ràng tối hôm qua Hai vợ chồng còn chứng kiến cảnh con mèo cào nát cái áo Tại sao hôm nay cái áo lại nằm im trong tủ Như chưa xảy ra chuyện gì Ông Sử thất thần mấy giây rồi đưa tay lên sờ chiếc áo Vẫn là cảm giác mềm mại đó Từng đường nét hoa văn như hẳn in trong óc Làm sao ông có thể quên Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ Thì bất ngờ ngoài cổng vọng lên ba tiếng đập cửa gấp gáp Ông sử lo lắng khép lại cánh cửa tủ Rồi nhanh chân tiến ra sân Thằng tí đã nhanh hơn ông một bước Theo sau nó trở vào nhà là thằng Soan Người ở của nhà lão tránh tổng Thằng Soan thấy bóng ông sử Thì chắp tay xá vài xá Rồi luôn mồm tấu trình Dạ bẩm ông Ông tránh sai con sang mời ông dự chậu tổ tô mạ Ông tránh nhắn rằng Ông qua nhanh kẻo các ông ấy chờ Ông sử đưa tay lên Vỗ vỗ chán mấy cái rồi cười bảo Chết thật Ông quyền bén đi mất Nhà mày cứ về đi Ông sang liền đây Thằng soàn dạ một tiếng để nhanh chân cáo lui Ông Sử cũng quên bén chuyện cái áo Nhanh chân vào nhà thay quần áo Rồi sai thằng tí cắp cháp theo hầu Số là ông Sử có thói ham mê tổ tôm lắm Ông có thể ngồi chơi từ sáng tới tận đêm khuya Mà không màng thế sự gì Mấy ngày hôm nay Mãi bận biệu việc tân ra Nên ông cũng quên mất cái hẹn chầu tổ tôm Với đám lão tránh lão hương Và thầy thơ lại Hai chủ tớ khuất dạng sau cánh cổng Mà quên mất một điều Rằng con mèo vẫn điên cuồng cạo cấu sau cánh cửa bếp. Bà Châu trở về nhà chẳng thấy bóng dáng chủ tớ nhà này đâu thì cũng chép miệng. Đoán định rằng chồng mình đã đi xem hát cô đầu hoặc tham dự chậu tổ tôm nên cũng mặc kệ chẳng thèm hỏi han. Ở cái tuổi này, bà không sợ ông đi ngang về tắt với đám ca kỹ. Vốn hiểu tính chồng là người đàng hoàng nên chẳng bao giờ bà thèm mở miệng căn dặn hay kêu than. Sau khi ăn uống say sưa Bà Châu bỏ vào buồng nằm ngủ Lúc ấy là tầm chính ngọ Chiều mùa hè nóng như lửa đốt Mồ hôi trên người bà vã ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng Đang thiều thiều trong giấc ngủ Thì bà thấy toàn thân lạnh toát Từ ô cửa sổ sát bên giường ngủ Nhìn ra mảnh vườn rậm rạp cây cối Một luồng gió lạnh bất chợt thổi sộc vào Bà Châu giật mình choàng tỉnh Đưa mắt nhìn ra vườn cây rồi tự nhủ Sao mùa này lại có gió rét Bà chép miệng một tiếng rồi trở mình nằm nghiêng Cố dỗ giấc ngủ Một tiếng trầm rất mạnh của cánh cửa gỗ đập vào tường Như có ai mới đạp mạnh Làm bà hoảng hốt người bật dậy Cánh cửa sổ vẫn im lìm Ở vị trí cũ không di chuyển Bà châu lắng tai nghe Thì thấy bên hông nhà phát ra tiếng khóc rì rì Mòn men nhìn qua ô cửa sổ Thì chẳng thấy bóng dáng một ai Chợt bà châu giật mình lùi hẳn lại Đưa tay lên ngực thở mạnh trên cành cây xoài ở đám vườn sau nhà cái áo đỏ theo lối người hoa cổ ai đó đã treo lên đang phất phơ dưới gió như vẫy gọi nghĩ bụng có đứa gia nhân nào giữa chưa ra sau nhà đùa nghịch nên bà châu lớn giọng đứa nào nghịch gì sau nhà đấy có để cho bà ngủ chưa không không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng mấy tàu lá chuối gặp gió cọ vào nhau xào xạc tiếng khóc mỗi lúc một lớn thanh âm nghe chiều ai oán lắm liền sau đó là tiếng con mèo gầm lên lao ra sau vườn bà châu bực mình xỏ cuốc vòng ra bên hông nhà quan sát chẳng có ma nào ở đó đang lảo bầu trong miệng tính trở xuống nhà sau nơi lũ gia nhân ở thì trên cảnh cây xoan đào trồng bên hiên nhà vọng lên ba tiếng réo thê lương bà châu bị tiếng quả réo làm cho giật mình ngẩng đầu nhìn lên cạnh xoan thấy con quạ đen đang nhìn mình chằm chằm thì chợt sùng mình ớn lạnh bà nhặt hòn sỏi dưới chân ném thì con quạ chỉ khẽ tung cánh bay lên rồi lại im lìm ở vị trí cũ bà châu ớn lạnh tính nhanh chân bỏ lên nhà trên thì ở chỗ cầu ao cạnh khoảng vườn rậm rạp phía sau nhà vang lên một tiếng ồn như có ai ném cục đá xuống bà châu hoảng hồn lật đật tiến ra cầu ao Đập vào mắt bà là cảnh tượng con mèo ông bà nuôi đã mấy năm nay chết nổi dưới ao. Tìm bà thắt lại, mồ hôi vã ra đầy người. Không gian quanh căn nhà mới xây này đột nhiên như cô đọng lại. Con quả vẫn đậu trên cành xoan gạo lên mấy chàng thảm thiết đầy ai oán. Bà Châu cứ đứng thất thần nhìn sắc con mèo đang giặt vào chỗ cầu rửa bát. Mấy khắc sau, bà mới vịn tay vào cây che già đóng ở bờ ao gần chỗ cái cầu rửa bát mà khom người vớt xác con mèo lên rồi thơ thẩn bước những bước không hồn vào ngồi trên cỏ dại bà châu len lén nhìn con quả rồi run giọng cất tiếng gọi tí ơi suốt ơi chúng mày đâu hết rồi bà châu gọi hai ba tiếng chị suốt người ở mới nghe thấy chạy lên chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt đẫm nằm chết ngửa bụng bên cạnh bà Mèo có sức khỏe dai dẳng Ở quê muốn giết mèo chỉ có cách chấn nước Chị suốt lắp bắp hỏi Ôi giời ơi bà ơi Sao sao bà giết con mèo đi thế Bà Châu buộc miệng đáp Tảo có giết nó đâu Chắc nó hàm bắt chìm rồi lộn cổ xuống ảo đấy chứ Thôi đem nó đi chôn cho bà chôn ngay ở gốc xoài cho cây nó tốt Chị suốt vâng giả rồi nhanh chóng mang con mèo đi chôn Thấy bà chủ hôm nay thần sắc tái nhợt Người đờ đẫn thì tính hỏi Nhưng nghĩ có lẽ do bà tiếc con mèo Nên chị chỉ lầm lũi lấy cái thuồng Mà đem con mèo đi chôn Không dám hé răng hỏi nửa câu Bà Châu ngồi bạc mặt một lúc Rồi cũng len lén trở vào nhà Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế cố nơi bậc thềm Bà Châu chưa hoàn hồn sau cái chết của con mèo Thì ba tiếng gõ cổng vang lên dồn tập Chị suốt thì đang chôn con mèo ở nhà sau Thằng tí thì theo hầu chồng bà vẫn chưa về cực chẳng đã đá, bà đánh chống tay đứng lên mở cổng tết trời đã chuyển một màu âm u báo hiệu cơn mưa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào từng cơn gió lốc cuốn bụi cát bay mịt mù sọc vào mắt khi bà châu hé hé cánh cổng gỗ liêm bà châu dụi mắt mấy cái rồi mới cất lời ai ai có cửa nhà bà đấy dưới khoảng sân gạch là bậc thềm của cánh cổng Bà Châu nhìn thấy hình như có đứa bé đang đứng trước cổng nhà mình Nó mặc bộ đồ lấm lem bùn đất Sau lưng là cái cùi cao quá đầu người Trời chuyển cơn sông tố nên mây mù kéo đến Làm không gian chuyển thành màu xám xịt Lại cuốn bụi cát mịt mù Bà Châu cố gắng định thần Mở to cặp mắt Chưa kịp lên tiếng đứa bé đã cất giọng Đứa bé đứng ngay trước mặt bà cách có mấy bước Nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá Như từ chốn thăm thẳm nào vọng về Mẹ ơi Sao nỡ bán con đi Để chúng nó lấy máu con nhuộm áo Lấy mắt con luyện bùa Con vật chết hết chúng nó rồi Giờ mẹ về với con Về với con mẹ ơi Bà Châu hái hùng thụt lùi hẳn lại Bà cố kêu nhưng cổ họng dường như bị bóp nghẹt Khiến bà không thốt được một tiếng Chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹn nghẹn như người sắp tắt thở Tiếng mưa rơi trên mái cổng bắt đầu rội xuống Rồi giọng nói con nít lặp lại một lần nữa vào tai bà Mẹ ơi sao lại bán con đi Về chơi với con mẹ ơi Mẹ ơi Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại xa dần Nhỏ dần Cho đến khi bóng đứa bé khuất sau khóm tre ngoài cổng Thì bà không còn nghe thấy nữa Bà há hốc mồm Hai tay đưa lên ngực thở mạnh Đến lúc này bà Châu mới giật mình nhận ra Mình đang ngồi bệt ở đất Nước mưa hắt ướt đẫm người Bà đưa tay vuốt mặt rồi từ từ đứng dậy Vừa lúc ấy cánh cổng mới khép lại mở tung Bà thét lên kinh hãi nhưng đó là ông Sử mới đi chơi tổ tôm về Ông Sử nhìn vợ bực bội cằn nhằn Mưa gió thế này bà ra ngoài để trúng gió cảm lạnh chết à Bảo nhà mau lên Nói rồi ông nhanh tay kéo vợ vào nhà Thấy nhà cửa im ắng Con mèo không ra quấn ông như thói quen thường ngày Thì ông thấy lạ lắm Ông sai thằng tí đi múc cho ông chậu nước rửa chân mệt mỏi ngồi xuống cái sập cố lim rồi hắng giọng <laughs> <laughs> suốt còn suốt đâu sao để đèn đuốc tối thui thế này bà châu nghe tiếng chồng gọi đứa ở thì nhanh chóng định thần vẫn lại mớ tóc đối bù còn dính nhẹp nước mưa bà nhìn ông thảm não rồi bảo còn bột nó chết rồi chết đuối ở sau cầu ao tôi sai còn suốt nó đem chôn rồi Ông sử điếng hồn lắp bắp định gặng hỏi Nhưng thấy khuôn mặt thảm não của vợ Nên chỉ biết thở dài thường thượt Mà xót thương cho con vật trung thành Có lẽ do thường nhớ con mèo quá Nên ông sử quên bén việc Cái áo ban sáng Trệu chảo nuốt mấy miếng cơm cho có lẽ Ông sử chán nản bò vào buồng Lên giường nằm quay mặt vào vách Nhắm mắt lại Bà Châu cũng nằm nhắm mắt Phủ chăn lên tận ngực Nhưng tất nhiên không ngủ được bà nằm lan man nghĩ ngợi một lúc khá lâu rồi bỗng vùng dậy ngồi tựa lưng vào vách là vì trong mớ trí nhớ hỗn độn của quá khứ vừa ùa về trong tâm khảm bà bà chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm lâu đến nỗi chẳng bao giờ bà nghĩ tới cho đến đêm nay bỗng lóe lên trong đầu bà dắt bà về một kỷ niệm của ngày tháng cũ mấy chục năm về trước bà châu về làm dâu nhà ông sử ông sử mồ côi cha mẹ từ bé được một người bác nuôi dạy và trao hết sản nghiệp cho sau khi bà châu về làm dâu thì người bác đó cũng ra người thiên cổ về chầu tổ tiên dạo đó ông sử còn sức trai hừng hực nên việc kinh doanh buôn bán trong nhà đều do một tay ông quản thúc ông cứ một mình quản lý công việc và đốc thúc gia nhân đi nam về bắc có những dạo ông xa nhà tới gần nửa năm để giao thương buôn bán với người ngoài bà châu ở nhà chả hiểu thiếu thốn thế nào mà ăn nằm với thằng người ở rồi cuối cùng hoài thai sợ ông sử phát giác thì nguy to lệ làng này nếu phụ nữ ngoại tình thì cạo đầu bôi vôi thả bẻ chuối cho tự sinh tự diệt bà châu mang thai được hai tháng thì ông sử trở về sau chuyến đi buôn muối mãi mạn đồng bằng đằng lo lắng chưa biết giải quyết ra sao thì ông sử lại rời nhà Ngày đầu ông đánh chuyến hàng vải lớn lắm Đi tận mạn Đà Giang Nhanh thì một năm mới về Bà Châu hạ sinh đã đứa con trai Sợ kế hoạch bại lộ Nên nửa đêm mưa gió tối trời Mang con lên rừng bỏ Phúc tổ mà dậy thế nào Bà lão qua đường lại nhặt được Và cưu mang thằng bé Thằng bé ở với bà lão được hai năm Thì bà cũng chết trong cơn lũ năm thìn Một lão ăn mày nhận thằng bé làm con nuôi vì nghĩ nó còn nhỏ sẽ được người ta thương tình hơn. Rồi hai cha con lang bạt kỳ hồ hơn 10 năm dòng dã. Thời đó miếng ăn còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nghe tin nhà lão thầy địa lý có người mất, Cá trả những pa nén vàng để đổi lấy manh áo nhuộm máu tươi mà quấn xác bà cụ thân sinh. Điều kiện là phải lấy máu từ đứa con trai còn đồng trinh, độ 13-14 tuổi. Còn làm gì và tại sao thì lão ăn mày không rõ lão ăn mày thấy vàng thì sáng mắt nên giết đứa bé luôn đùn rủi thế nào tấm áo lại lọt vào tay nhà bà châu bà châu thảng thốt nhớ lại tất cả mọi chuyện chẳng lẽ thằng bé ăn mày chính là con trai bà năm nào đến tận lúc này bà vẫn không nhận ra mối liên kết vô hình đang ám lấy bà lấy căn nhà này từ khi ông bà nhận được manh áo đó chuyện đó bà châu nào dám kể với chồng bà một mực giấu hết tất cả rồi ôm nỗi hoang mang một mình trong đêm dài u tịch. Miền màn trong dòng suy nghĩ, bà Châu không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Đến khi nửa tỉnh nửa mê, thấy chân tay mình tê cứng không thể cử động, bà mới biết là bị bóng đè. Sọc vào mũi bà là thứ mùi tanh tưởi cực độ, thứ mùi chỉ có ở máu người. Hoàng hồn mở mắt nhìn quanh, bà Châu chết cứng khi nhận ra thứ đang trùm lên người mình, không phải tấm chăn mỏng mà chính là manh áo đỏ kia sau khi con mèo cào rách nát chính tay bà đã sai chị suốt vất manh áo đi tại sao giờ này nó lại nằm ở đây mà quấn chặt lấy người bà manh áo càng lúc càng bó chặt đến mức bà châu không thể thở nổi nó o ép ra thịt làm bà ngạt thở ngay trong lúc thập tử nhất sinh bà châu lấy hết chút hơi tàn rồi vùng dậy ngoài trời rền vang một hồi sấm ánh sáng lập lòe của những tia chớp soi sáng cả căn buồng ngủ xuyên qua ô cửa sổ bà châu tái mặt nhìn chỗ chân giường nơi ánh chớp vừa lóe qua rõ ràng chỉ có hai ông bà mới có tới ba cái bóng không đúng là cái bóng thứ ba rồi xuống nền nhà đang ngồi xổm cách bà chỉ độ một tấc bà châu hãi hùng thụt lùi hẳn lại bà cố kêu nhưng cổ họng dường như bị bóp nghẹt khiến bà không thốt được một tiếng chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹn nghẹn như người sắp tắt thở tiếng mưa rơi trên mái nhà bắt đầu dội xuống rồi giọng nói con nít lặp lại một lần nữa vào tai bà mẹ ơi sao lại bỏ con đi về chơi với con mẹ ơi mẹ ơi mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại xa dần nhỏ dần cho đến khi bà không còn nghe thấy nữa Bà há hốc mồm Hai tay ôm cái gối từ từ đứng dậy Vừa lúc ấy Một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai Bà thét lên kinh hãi Nhưng đó là ông sử Chồng bà thấy động nên tỉnh dậy Ông sử bực bội cằn nhằn Tôi làm cái gì mà bà giật mình Đêm hồ mà cứ hét ẩm lên là thế nào Có để cho ai ngủ không thì báo Bà treo run rẩy lắp bắp tôi, tôi 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 mắc tiểu Tôi, tôi dậy đi tiểu ông ơi Ông xử trong mảy mấy giây Rồi xua tay cho có lẽ Đã nói mấy câu an ủi Rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ Tiếng ngáy phát ra đều đều Chứng tỏ ông ngủ say lắm Còn lại một mình trong căn nhà rộng thanh thang Làm bà hãi hùng lắm Nhưng ngặt nỗi Cơn buồn tiểu Làm bà lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước ra nhà sau từ trong nhà ra vườn sau nơi có khu nhà xí lúc này đã ướt nhẹp vì mưa gió cái lạnh của cơn mưa kèm theo mùi đất mùi cây sọc lên tận óc bà châu vén váy ngồi xuống nhà xí được cố gắng đi thật nhanh khu nhà xí nằm cạnh cái ao khuất sau mảnh vườn rậm rạp lại gặp trời mưa nên âm u lắm đằng láo liền nhìn trước nhìn sau thì bà châu suýt bắn tim ra ngoài bụi chuối bên cạnh nhà xí chợt rung lên xào xạc như có người ôm lấy thân nó mà lay lay kèm theo đó là tiếng cười khanh khách vọng ra bà châu chết chân tại chỗ tuyệt không dám thở mạnh bà sợ hãi đến độ chạy thục mạng vào nhà mà quên không buộc dây quần bà tiếng quạ gào lên ai oán bên ngọn cây xoan càng làm bà hoang mang gấp bội bà châu nhanh tay khép cửa rồi ngồi sụp xuống thở hổn hển nhanh chân lết lên chiếc sập rồi ngồi sụp xuống bà với tay lấy ra ba nén nhang rồi châm lửa đốt bà nén nhang tỏa ra làn khói lờ mờ trên ban thờ càng làm không khí trong nhà thêm phần u tịch bà châu quỷ mọc váy lấy váy để bà cầu xin tổ tiên phù hộ để bà có thể vượt qua cơn hoạn nạn này mà ở lại căn nhà hương hỏa nối tiếp nhang khói phụng thờ tổ tiên còn quạ trên cây xoan bất chợt lao vụt vào đậu trên cửa sổ Nó kêu một hồi dài rất ai oán rồi bay vụt đi mất Bà Châu ngơ ngác nhìn theo và từ đó nó không trở lại nữa Nhưng bà bỗng giật mình kinh hãi Vì ô cửa sổ trách phía bên trái Cách cái sập bà đang quỳ khoảng chừng chục thước Lúc này hiện rõ thân ảnh của thằng bé ăn mày Trong làn khói xanh bao phủ dày đặc Lạ nhất là ba cây nhang đang bốc khói mờ mịt chợt cháy bùng lên khiến thân ảnh thằng bé ăn xin ấy hiện ra với hai hốc mắt đỏ lòm rồi lúc ẩn lúc hiện khi còn khi mất bà run rẩy lùi lại lưng đập mạnh vào cây cột gỗ lim bà đưa tay dụi mắt và nhìn lại thì không thấy hồn ma bên cửa sổ đâu nữa làn khói dày đặc mới lúc nãy bốc lên cao trên bàn thờ giờ cũng tan biến hẳn không còn dấu vết gì để lại Bà đưa tay lên ngực thở mạnh Rồi mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác Do nỗi sợ trong lòng tạo nên Bà châu đứng thất thần một hồi Thì trời bỗng chuyển mưa lớn hơn Bên ngoài không gian tối sầm lại Và gió nổi vùn vụt rợn rợn Trong các khóm tre Tạo thành những thanh âm kéo kẹt Lẫn trong tiếng gió rít Bà bỗng nghe văng vẳng Có tiếng nói âm vang bên ngoài cửa sổ Lúc được lúc mất Mẹ ơi Sao mẹ lại bỏ con Để chúng nó lấy máu con nhuộm áo Mẹ về với con mẹ ơi Bà Châu tái mét mặt mày Ngoái nhìn ra cửa sổ Thì thanh âm đó lại im lìm Bên ngoài chỉ còn tiếng cỏ kẻ cóc ngoé Kêu váng lên theo mưa Bà lấy hết căn đảm bỏ lên gần bàn thờ Thắp đèn vặn thật to bà định bụng trở vào buồng ngủ nơi ông sử đang nằm để trên cái bàn cạnh đầu giường cho đêm dài đỡ u tịch những gió lùa qua kẽ vách lên hồi làm ngọn đèn cứ chập chờn sắp tắt bà bưng cây đèn lên nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió đằng loay hoay giữa nhà thì chợt có tiếng có cửa thình thình bà hốt hoảng hét lên đánh rơi cây đèn xuống đất và mỏ mẫm bước lùi lại ngồi phịch xuống Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên ầm ầm Vậy mà ông sử chồng bà không nghe thấy Phải chẳng thế giới âm hồn đêm nay chỉ tìm về Và cho một mình bà chứng kiến mà thôi Lúc ấy là khoảng đầu giờ sử Một đêm mùa hè với cơn mưa ầm ầm như chút nước Bà châu choàng tỉnh dậy ngồi bật lên Bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mở tối Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ Bà đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức giấc. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh bà, bên cái mùng rộng màu trắng đục, ông sử vẫn ngủ một cách bình lặng. Ông nằm ngủ miệng hơi há ra, hai tay đặt trên ngực ngay ngắn như một cái xác chết đã liệm vào hòm chờ đi chôn. Trời mùa hè lại gặp cơn mưa lớn Nên không khí có phần thoáng đáng lắm Nhưng với riêng bà Châu Đêm nay căn nhà cỗ ba gian hai trái Lại ngập mùi tử khí và bức bách lắm Mồ hôi trên người bà chảy ra ướt đẫm cái yếm đào Bà Châu hãi hùng ngồi bó gối khóc lên rừng rức Miệng luôn mồm cầu khẩn Nằm mô a di đà Phật nam mô a di đà Phật Tiếng niệm Phật chưa dứt thì bên phòng chứa đồ đối diện tiếng kèn kẹt, kẹt, lại khẽ phát ra liền sau đó là giọng nói âm vang dội vào tai bà châu thấy rõ một một đứa bé con da rẻ xanh bụng, đang đứng ở cửa buồng đưa tay vẫy vẫy hai hốc mắt hay đúng ra là thất khiếu của nó chảy máu ròng ròng đỏ lòm cả manh áo trắng rách tả tơi bà châu thất thần đứng dậy tiến ra ngoài trên chiếc sập còn loang loáng nước sơn là chiếc áo đỏ oan nghiệt Bà đỡ đánh khoác lấy chiếc áo rồi mặc kệ mưa gió Lầm lũi đẩy cửa bước ra ngoài Sáng sớm hôm sau Bình Minh kéo đến sớm Xù tàn cái không khí u tịch và lạnh lẽo trong căn nhà Ông sử trở dậy vươn vai khoan khoái Ông bước ra ngoài nhà hít thở không khí trong lành Rồi theo thói quen tiến tới cái bể nước mưa Thỏ gáo lấy nước đặng xúc miệng Chợt ông nghe rõ ràng đánh cột một tiếng Ông sử hoài nghi tự nhủ Quay lạ Sao đứa nào lại bỏ trái dừa khô vào đây thế nhỉ Ông sử tò mò kéo ống quần Rồi thò đầu vào trong Ông kinh hãi kêu thét lên Rồi ngã ngồi ra đất Đái ướt hết đúng quần Miệng ông lắp bắp la lên một tràng thất thanh Ôi trời ơi Chúng mày đâu Bà Bà chết nổi trong bể nước rồi trong cái bể lừng lừng nước mưa Bà Châu đã chết từ bao giờ Trên người còn khoác nguyên chiếc áo đỏ oan nghiệt Quý vị thân mến, vậy là thuần đã đọc cho quý vị hoàn thành xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và quý vị hãy nhớ like, share và ủng hộ thật nhiều cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và nhớ là đăng ký kênh nếu quý vị nào chưa đăng ký nhé và cũng đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo những cái video mới nhất từ kênh người dẫn đường quay âm cảm ơn quý vị à, hẹn gặp lại quý vị 21 giờ tối mai và chúng ta sẽ cùng đón nghe những câu chuyện của những người tác giả khác quý vị nhé.